Tinh thần nghĩ cô hiểu được chuyện Lý Phu Nhân gộp cả Mục Đình Kiêu vào để trả thù, nhưng việc Mục Lý Thần chấp nhận vốn đầu tư của bà ta khiến tinh thần rất tức giận. Hành động này, giống như anh ta đã chấp nhận làm tai mắt cho bà ta ở đế đô, luôn có thể theo dõi động thái của tinh thần. Hơn nữa, còn chủ yếu nhắm vào sự nghiệp của tinh thần để tấn công. Chỉ là, có lẽ Lý Phu Nhân đã tính sai một bước, bây giờ nhà họ Mục là Mục Đình Kiêu quyết định bối cảnh của Mục Lý Thần thấp hơn Mục Đình Kiêu. Khả năng tận dụng nền tảng chính trị của anh ta cũng kém hơn Mục Đình Kiêu. Đây cũng là một trong những lý do khiến lần này Mục Lý Thần bán công ty tiềm năng nhất của anh ta. Kiếp trước là tinh thần cứu Mục Đình Kiêu. Kiếp này, thật sự đã hoàn toàn ngược lại sao? Để cẩn thận, tinh thần lại hỏi Mục Đình Kiêu, anh ta bán công ty, thực sự không có bẫy hả? Ừ, đúng là thiếu tiền thật lòng muốn bán, nhưng các nhân sự kỹ thuật chủ chốt sẽ rút đi, mua lại thì cần bổ sung nhân sự. Lấy 100 tỷ mua dây chuyền sản xuất thiết bị cơ khí hiện có là quá cao, nhưng thứ thực sự đáng giá là công nghệ điện gió và tiêu chuẩn điện quốc tế, hai thứ này thì 100 tỷ là xứng đáng. Nhưng để thu hồi vốn, cần thời gian 3 đến 5 năm, nếu em thấy thời gian quá dài thì có thể không mua. Tinh thần tính toán một hồi trong lòng, cảm thấy khả thi. Mua, sao lại không mua, chúng ta mua trước đã. Mục đình kêu cười nói, được, cứ thỏa sức mà làm, 100 tỷ, anh chịu lỗ được. Chà, câu này nói ra, thật là hào phóng quá. Mục đình kiêu giàu có đến mức nào chứ, 100 tỷ cũng có thể tùy ý lỗ. Tinh thần tâm trạng không tệ nói, em cúp máy đã. Mục đình kiêu ngăn lại, khoan đã, hôn một cái đã. Tinh thần lập tức cúi đầu, mặt đỏ bừng thệ thùng nói, hành lang này vẫn còn có người qua lại. Không được, hôn một cái rồi mới được cúp máy. Thật là, càng ngày càng không biết xấu hổ. Tinh thần mặt đỏ ửng, nhỏ giọng hôn một cái qua điện thoại, rồi nhanh chóng cúp máy. Sau khi đặt điện thoại xuống, cô nhìn qua cửa kính, thấy gò má mình đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng đỏ lên, liền xoa mặt để cho đỏ bớt đi. Một lát nữa còn phải vào phòng họp để đàm phán. Ngay lúc đó, cô nhìn thấy qua cửa kính có một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cô. Tinh thần quay người lại, thấy mục lý thần đang ngồi trên ghế ra, mỉm cười nhìn cô. Mọi biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt khi cô gọi điện thoại đều lọt vào tầm mắt anh. Tinh thần rất tức giận, chừng mắt nhìn Mục Lý Thần một cái rồi đi vào phòng trang điểm. Sau khi cô vào phòng trang điểm, đàm ca liếc nhìn Mục Lý Thần một cái, chán ghét. Tinh thần ra ngoài, đàm ca nói với cô, hình như bên trong đã thảo luận xong rồi, nếu người bán 100 tỷ, đầu tư của tinh sẽ nắm quyền kiểm soát. Phải bỏ ra hơn 50 tỷ, Lý Tổng bảo tôi hỏi cô, có muốn mua không, dù sao cũng không phải là con số nhỏ. Mục Đình Kiêu nói anh ấy có thể chịu lỗ 100 tỷ, vậy thì mua thôi. Mua. Ừ, nếu cô quyết định mua thì những nhà còn lại sẽ chia 50 tỷ, cũng không phải là khoản nhỏ, vẫn đang gọi điện thoại thương lượng. Được. Tinh thần lại bước vào phòng họp, ba công ty còn lại, các lãnh đạo cấp cao đều đang bàn bạc. Phía ngân hàng cho biết có chút áp lực, gọi điện cho các khách hàng lớn khác, xem họ có hứng thú không, nếu có thì có thể đến ngay để đàm phán. Công ty dầu khí và di động đều cho biết có thể bỏ ra tùy thuộc vào việc chiếm bao nhiêu phần trăm. Công ty dầu khí có thể chi nhiều. Công ty di động cần chiếm trên 10%. Vì vậy, hai bên đều đang chờ quyết định của ngân hàng. Trong phòng nghỉ bên cạnh, Mục Lý Thần ngồi trên ghế ông chủ, hai chân bắt chéo, mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, vẻ mặt điềm tĩnh. Lúc này, điện thoại của tinh thần nhận được một tin nhắn. Là an ninh gửi đến. Đừng mua công ty năng lượng gió, họ răng bẫy cho cậu đó ba công ty kia đang diễn kịch trước mặt cậu. Dữ liệu của công ty năng lượng gió bị làm giả, có sự khác biệt thông tin, cũng chưa đạt được quyền đánh giá tiêu chuẩn quốc tế. Công ty năng lượng gió, thứ đáng giá nhất chính là bằng sáng chế và tiêu chuẩn đánh giá quốc tế. Nếu không lấy được, thì công ty của Mục Lý Thần bị làm giá rất nhiều, căn bản không đáng giá 100 tỷ. Thế nhưng, Mục Đình Kiêu vẫn nói muốn mua, 100 tỷ cũng chịu lỗ được. Tại sao? Thông tin bên phía Mục Đình Kiêu chậm hơn so với an ninh sao? Tinh Thần không tin điều đó. Cô đi đến một nơi yên tĩnh, gọi điện cho An Ninh. Đầu dây bên kia lập tức kết nối, như thể cô ấy đang đợi Tinh Thần gọi vậy. Tinh Thần hỏi, "Cậu điều tra ra lúc nào?" "Ngay vừa rồi, hai năm nay tôi luôn nghiên cứu mã nguồn nước ngoài. Tuy không nói là giỏi như Ôn Dung, nhưng chắc chắn không kém cô ấy." Kỹ thuật của An Ninh, Tinh Thần rất hiểu rõ, thậm chí rất tin tưởng. "Tinh Thần, việc này hay là cậu bàn bạc với thái tử ra xem?" để xem anh ấy nói thế nào. Mình cảm thấy tài liệu của mình là chính xác. Mình đã truy cập vào cơ quan đánh giá uy tín. Tinh thần tìm một nơi yên tĩnh, đó là một góc phòng, có bày một bộ bàn ghế, trên đó có hai bộ dụng cụ pha cà phê còn lại. Đàm ca lập tức di chuyển tách trà, kéo ghế ra cho tinh thần ngồi. Sau khi tinh thần ngồi xuống, vừa gọi điện cho an ninh, vừa mở máy tính sách tay, liên lạc với mục đình kiêu và gửi tin nhắn cho anh. Đình kiêu, An Ninh nói rằng công ty năng lượng gió không đạt được tiêu chuẩn đánh giá điện lực. Chúng ta bỏ ra 100 tỷ để mua lại là không đáng. Mục Đình Kiêu nhanh chóng trả lời tin nhắn của Tinh Thần, "Đúng vậy, nhưng đừng lo, bằng sáng chế của họ có thể làm được. Em mua công ty về rồi nộp đơn, dù nhân sự của cậu ta có bị rút hết, họ cũng phải trả phí bản quyền cho em." "Nhưng, phí này có vẻ như họ đang coi chúng ta là những kẻ ngốc." "Không sao cả, công ty này thực ra theo định giá quốc tế, giá trị thị trường ước tính lên đến vài trăm tỷ. Nếu định giá trong nước thì chỉ tầm vài chục tỷ. Vậy nên, anh biết rõ rằng giá trị công ty của anh ta bị làm giá nhưng vẫn muốn mua. Ừ, để cậu ta nghĩ rằng chúng ta đã mắc bẫy, thực ra chính cậu ta mới là kẻ thực sự rơi vào bẫy. Mục Đình Kiêu nói vậy, rõ ràng là trong lòng đã tính toán kỹ. Mục Đình Kiêu rất am hiểu về vận hành kinh doanh. Vậy thì, được, em mua. Nhớ kỹ, về giá cả cứ làm như không biết gì, chưa từng nghe qua cuộc gọi của An Ninh. Tin anh đi, đây là lần chơi khô máu của cậu ta, nếu số tiền này không đủ, cậu ta sẽ đánh liều tất cả. Nếu số tiền này được chuyển đến, cậu ta còn có thể giải rượu một chút, ổn định được nửa năm. Kiếp trước, tinh thần chưa từng thấy Mục Lý Thần thê thảm, phá sản, thất bại. Kiếp này, khi Mục Lý Thần mất đi tập đoàn Mục Thị, anh ta không hề thể hiện bất kỳ sự thất bại nào. Nhưng, anh ta đã thực sự thất bại. Lần này Mục Đình Kiêu muốn cho anh ta một đòn chí mạng, không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Được, em hiểu rồi. Đóng khung trò chuyện lại, An Ninh lo lắng hỏi Tinh Thần, "Thế nào? Có tiếp tục thu mua không? Có phải không đáng không? Nếu Mục Lý Thần có bẫy gì đó, chẳng phải là chúng ta đã bị lừa sao?" Tinh Thần nói, "Mình đã nghĩ kỹ rồi, bên trong dây chuyền sản xuất là không đầy đủ, nhân viên nghiên cứu và phát triển kỹ thuật đều đã bị rút đi, thậm chí máy móc cũng không còn lại." Nhưng chỉ cần nắm giữ bằng sáng chế trong tay thì không sao. Chúng ta có thể đi nộp đơn xin bằng sáng chế. Công ty năng lượng gió này, thứ đáng giá nhất chính là bằng sáng chế và tiêu chuẩn đánh giá điện lực quốc tế. Nếu đạt được, giá trị công ty này sẽ tăng gấp 3 lần trở lên. Nhưng, xin bằng sáng chế không phải dễ dàng đâu. Tinh thần nói, không sao, còn có Đình Kiêu giúp mà. An Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, ồ, mình quên mất, chiến trường thực sự của thái tử gia là ở nước ngoài trong nước đối với anh ấy mà nói, chỉ là trò trẻ con thôi. Bảo sao vụ thu mua 100 tỷ này, anh ấy cũng chẳng đặt nặng trong lòng. Với năng lực của anh ấy, chắc chắn có thể làm được. Mình vừa vào máy tính của nhóm đánh giá là phía Âu Mỹ cố ý giữ lại, không cho thông qua, chứ không phải là tiêu chuẩn không đạt. Vậy theo lời của an ninh, không phải là công ty năng lượng gió không đạt tiêu chuẩn quốc tế, mà là bị treo ở khâu xét duyệt. Điều này cũng dễ hiểu. Nếu Mục Lý Thần xin cấp bằng sáng chế thành công, anh ta có thể mang cấp bằng sáng chế này đi, bán công ty năng lượng gió. Sau đó dùng những bằng sáng chế này để tiếp tục buôn bán trong và ngoài nước, chuyển đổi sang một khoản phí chuyển nhượng bằng sáng chế, thuộc loại lợi nhuận khổng lồ. Còn nếu tinh thần mua lại công ty năng lượng gió, tự mình xin bằng sáng chế, xây dựng nhà máy sản xuất, thì đó sẽ thuộc về tinh thần. Vậy nên, thông tin quả thật có sự chênh lệch, hiện tại mức giá 100 tỷ quả thực là đắt. Tuy nhiên, nếu xin được bằng sáng chế, nắm chắc kỹ thuật trong tay mình, đối với tinh thần mà nói, chắc chắn là sẽ có lợi. Chỉ là, bằng sáng chế này Mục Đình Kiêu có thể chắc chắn lấy được thì mới đáng giá. Tinh thần soạn tin nhắn ngắn, gửi cho Mục Đình Kiêu. Cô hỏi về tiêu chuẩn đánh giá quốc tế và chuyện bằng sáng chế. Mục Đình Kiêu khẳng định trả lời rằng có thể lấy được. Vì vậy, anh mới quyết định bỏ ra 100 tỷ để mua lại công ty của Mục Lý Thần. Mục Đình Kiêu đã làm nghiên cứu gấp 3 lần tinh thần, cho nên mua lại cũng đáng. Tinh thần trả lời an ninh, mình hỏi Đình Kiêu rồi, chắc chắn là lấy được. Ok, vậy thì tốt rồi, mình phải bắt đầu bận rồi, có gì cứ gọi cho mình. Được. Tinh thần cút điện thoại, Mục Lý Thần không mời mà đến, ngồi xuống đối diện với tinh thần. Sau khi anh ta ngồi xuống, đàm ca mang đến một ly cà phê, vừa rồi không có ai nên anh đi pha cà phê. Anh ta đặt ly cà phê trước mặt tinh thần, muốn cô đổi chỗ. Nhưng bị tinh thần ngăn lại, cô nói với Đàm ca, canh cửa ở ngoài. Đàm ca cảnh giác nhìn Mục Lý Thần một cái rồi đứng ngoài cửa. Tinh thần nhìn ly cà phê bốc khói nghi ngút, đẩy cà phê đến trước mặt Mục Lý Thần, anh cần cà phê tỉnh táo hơn tôi. Thời gian gần đây, Mục Lý Thần gầy đi rất nhiều, thấp thoáng có quầng thâm mắt, trông rất không khỏe. Mục Lý Thần thích ngắm cảnh ngoài cửa sổ, mặc bộ vest màu đen chỉnh chu, gương mặt gầy gò điển trai hướng về phía Tinh thần đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ ngón tay dài thon của anh đan vào nhau đặt trước ngực ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đột nhiên nói nếu lần này anh thua sẽ rất khó để vực dậy tinh thần lạnh lùng nói là do anh quá tham lam nóng vội mấy công ty lớn của anh rõ ràng đang hoạt động tốt lại bị liên lụy mục lý thần khẽ nở nụ cười lạnh lùng em không hiểu anh biết rõ mở rộng thế này rất nguy hiểm nhưng anh không đợi được đợi thêm vài năm nữa em và anh ta kết hôn thậm chí có cả con rồi, anh còn có cơ hội gì chứ? Kiếp trước em rõ ràng là của anh, tại sao lại để anh ta nhanh chân hơn? Tinh thần, anh luôn không cam lòng. Mục lý thần vẫn còn dối rắm chuyện này sao? Có ý nghĩa gì không? Đúng vậy, kiếp trước rõ ràng có cơ hội, nhưng anh lại không biết trân trọng. Đáng tiếc là dù có làm lại một lần, anh cũng không có bất kỳ cơ hội nào nữa. Không chỉ không có cơ hội, mà tôi còn hận anh, còn muốn đẩy anh vào chỗ chết mục lý thần nghe thấy mấy từ đẩy vào chỗ chết khóe môi khẽ nở nụ cười liếc nhìn tinh thần kiếp trước anh không tốt là anh đáng đời sau đó nụ cười của anh và ánh mắt đều vụt tắt chỉ còn lại nỗi buồn và bóng tối vô tận nhưng tinh thần anh rất không cam lòng em đừng kết hôn với anh ta quay lại bên anh được không tinh thần nhìn mục lý thần hôm nay khác thường đề phòng mục lý thần có gì đó không ổn rốt cuộc là không ổn ở đâu cô không thể nói ra chỉ cảm thấy khác với bình thường chuyện công ty tôi sẽ thu mua anh tự lo liệu cho tốt kiếp này có lẽ chỉ có thể khiến mục lý thần bị tổn thương nguyên khí nhưng nếu đã động đến nguyên khí lần sau anh ta chưa chắc có thể đứng lên một lần nữa dù sao sẽ không còn công ty năng lượng gió nào khác để anh ta bán nữa tinh thần nói xong định đứng dậy rời đi cô không muốn nói nhiều với mục lý thần vì hôm nay anh ta có gì đó rất khác thường nói thế nào nhỉ đóng vai một người tình cũ si tình sau đó biến việc kinh doanh công ty không tốt thành lý do cho sự cố gắng níu kéo muốn dùng cách này để lay động tinh thần tinh thần là người đã chết một lần anh ta thực sự nghĩ rằng chỉ vài câu tự cho là sâu nặng tình cảm sẽ có thể khiến tinh thần thay đổi ý định sao không thể nào dù bây giờ mục lý thần có nói gì đi nữa nói hay đến mức khiến cô bật khóc cũng vô ích ngoại trừ với mục đình kiêu và vài người thân thiết tinh thần luôn cứng rắn và vô tình với tất cả mọi người. Vậy nên, đừng nói mấy lời nhảm nhí tốn thời gian. Tự lo liệu đi. Nói xong, cô chuẩn bị rời đi. Tinh thần vừa đi được vài bước, đã nghe Mục Lý Thần nói, em sợ anh đến vậy sao? Hay sợ Mục Đình Kiêu hiểu lầm? Anh không biết, lần này nói chuyện riêng với em, lần sau gặp lại sẽ là khi nào? Tinh thần dừng bước, quay lại nhìn anh ta một cái. Lần gặp tiếp theo, có lẽ là khi tôi thu mua trụ sở của anh mục lý thần nghe vậy khẽ nở một nụ cười nhạt em vẫn coi anh như kẻ thù như trước thật ra đối với anh điều này rất tàn nhẫn em biết không tàn nhẫn sao tinh thần không cảm thấy vậy hai năm cuối đời của kiếp trước cô cảm thấy còn tàn nhẫn hơn nhiều so với mấy câu nói này tinh thần không nán lại nữa bước ra khỏi phòng nghỉ chỉ là sau khi đi ra ngoài điện thoại của cô gieo lên ngay lập tức Hiển thị cuộc gọi là một số không lưu trong danh bạ, nhưng Tinh Thần biết là ai gọi đến. Cô cúp máy, bước vào phòng, đóng cửa lại. Anh muốn làm gì? Rất nhàm chán sao? Mục Lý Thần nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói, nếu anh đưa cho em toàn bộ tài sản, tất cả những gì anh có thể hiện có, coi như bồi tội cho kiếp trước, em có đồng ý tha thứ cho anh, không kết hôn với Mục Đình Kiêu không? Hôm nay Mục Lý Thần thật sự quá kỳ lạ. Tinh Thần lạnh lùng từ chối anh ta không thể nào dù anh có đưa tất cả mọi thứ cho tôi cũng không thể lấy lại được kiếp trước tôi đã chết tâm với anh rồi là hoàn toàn chết tâm tôi chỉ có hận không còn chút tình cảm nào với anh nữa vì vậy đừng nói những lời như thế này đặc biệt là trước khi tôi sắp kết hôn đừng nói ra những lời khiến tôi bối rối nói xong tinh thần rời đi lần này cô thật sự rời đi không bao giờ quay lại mục lý thần chống tay lên thái dương ngay lập tức nhắm mắt lại Cả người anh chìm vào một cảm giác bất lực sâu sắc. Cô ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Dù anh có trả giá như thế nào, cũng không bao giờ có được cô nữa. Khi vào phòng họp, phía ngân hàng lại mời thêm một công ty chuyên làm thiết bị đầu cuối máy tính và một công ty đầu ngành trong lĩnh vực đồ gia dụng tham gia góp vốn. Hai công ty này khá hứng thú, chỉ là có một số tranh cãi không nhỏ về phân chia cổ phần. Hiện tại, Tống Tinh Thần bỏ ra 50 tỷ, 5 công ty còn lại chia nhau phần còn lại bên phía Tống Tinh Thần sẽ chịu trách nhiệm điều hành, quản lý và bán hàng, còn năm công ty kia chỉ tham gia chia cổ tức. Thảo luận suốt một buổi chiều, cuối cùng cũng đưa ra được phương án cuối cùng. Các công ty còn lại, Sinopec chiếm 20% cổ phần, 4 công ty còn lại mỗi công ty chiếm 7,5% cổ phần. Số tiền không nhỏ, nhưng đối với họ, không đến mức không thể bỏ ra được. Trước 5 giờ chiều, vụ việc được quyết định, soạn thảo hợp đồng tạm thời, do Tống Tinh Thần đứng đầu ký tên khi chính thức tiếp quản công ty điện gió, sẽ có một buổi họp báo lớn để công bố tin tức này cho toàn mạng. Sau khi hợp đồng tạm thời được soạn thảo và ký kết, các bên đã trả tiền đặt cọc, Mục Lý Thần cũng đã ký. Vụ thu mua gần như đã thành công. Sau khi thỏa thuận thu mua thành công, tinh thần rời khỏi trung tâm triển lãm quốc tế. Khi rời đi, cô quay đầu nhìn lại, không thấy Mục Lý Thần đi ra theo, cho đến trước khi lên xe, không có ai bám theo, đàm ca cũng yên tâm hơn. Trên xe, Đàm ca hỏi tinh thần, cô Tống, cô nghĩ mục lý thần bán công ty để cứu vãn tình hình có thành công không? Tinh thần nói, nếu mục lý thần là người mới trong thương trường, là một cậu trai trẻ mới ra đời, thì có thể sẽ không thành. Nhưng anh ta là mục lý thần. Kiếp trước, người đàn ông này đã thống trị thương trường, không chỉ nhà họ mục rơi vào tay anh ta mà tập đoàn mục thị dưới tay anh ta đã trở thành một công ty khổng lồ toàn cầu. Năm cuối cùng trước khi tinh thần qua đời, khi xem tin tức trên truyền hình, Mục Lý Thần đã đạt vị trí số 1 trong danh sách Forbes trong nước, đứng đầu châu Á và nằm trong top toàn cầu. Tài sản cá nhân lên đến 80 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn Mục thị trở thành công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới. Điều này chứng tỏ đầu óc kinh doanh của anh ta xuất sắc đến mức nào. Dù trong kiếp này, anh ta đã gặp phải đối thủ lớn nhất là Mục Đình Kiêu và cả tinh thần cũng trở thành đối thủ, khiến anh ta rơi vào cảnh xa sút, nhưng việc đó không hề dễ dàng. Cho dù lần này anh ta có phá sản nhưng chỉ cần cho anh ta một chút cơ hội, anh ta sẽ trở lại mạnh mẽ. Rất nhanh chóng, anh ta sẽ lại mở ra một con đường máu trong thương trường. Muốn Mục Lý Thần hoàn toàn diệt vong, trừ khi giết chết anh ta. Nhưng hiện tại, Mục Lý Thần hàng ngày xuất hiện trên đầu trang các tờ báo, công ty của anh ta ngày ngày lên hot search vì vẻ ngoài đẹp trai mà lại thu hút được rất nhiều fan hâm mộ nhỏ. Những fan nhỏ này đều đua nhau để lại bình luận, bào chữa cho anh ta. Trời ơi, tổng tài bá đạo không lừa tôi, hóa ra tổng tài trong sách thật sự tồn tại anh ấy đẹp trai quá đi bạn trên kia tỉnh táo lại đi đây là tổng tài bá đạo gì chứ tổng tài bá đạo sẽ làm hại công nhân hút máu họ à tổng tài bá đạo sẽ làm ra các chuyện trốn thuế lậu thuế công trình chất lượng kém nhưng mà anh ấy thực sự rất đẹp trai rất khiến người ta rung động chỉ với ngoại hình này mà vào làng giải trí thì ảnh đế cũng phải đứng qua một bên bạn trên kia ý bạn là gì đừng bám vào ảnh đế nhà chúng tôi chúng tôi không đồng ý. Liệu anh ấy có phải ngồi tò không? Đẹp trai như vậy mà ngồi tò thì tiếc quá. Ngồi tò chắc không đến mức đó đâu, nhưng những người bên dưới nhận hối lộ sẽ bị xử lý theo pháp luật. Còn những vấn đề về chất lượng công trình, trách nhiệm sẽ được quy về từng cá nhân, phải làm lại từ đầu. Anh ấy không trực tiếp quản lý, nhưng cũng khó thoát liên đới. Nói cách khác, sẽ gặp rắc rối. Trời ơi, tổng tài bá đạo đẹp trai như vậy, tôi không muốn anh ấy gặp rắc rối. Tinh Thần nhìn một loạt những bình luận của các fan nhan sắc mù quáng, rồi thoát khỏi trang bình luận. Lúc này, Đàm Ca nhận được một tin nhắn. Anh gửi nội dung tin nhắn cho Tinh Thần xem. Ô, Tinh Thần nhờ người theo dõi Lâm Gia Vi, và Lâm Gia Vi đã phải nhập viện vì quá liều, tình trạng không tốt, động mạch bị chảy máu nghiêm trọng, toàn thân nằm trên giường bệnh, co giật và la hét. Huyết trên cánh tay chảy ra ồ ạt, nhũng cả nửa giường bệnh. Tình trạng trông thật khủng khiếp." Đàm ca nói, tình trạng như vậy, e là không cứu được nữa. Dù có cứu sống cũng sẽ sống vô hồn. Tinh thần khẽ cười, trả lại điện thoại cho đàm ca. Còn Lâm Nhược Tư thì sao? Vẫn ở chỗ đó à? Đúng vậy, nhưng tôi có hỏi sở vân, cô ấy dường như rất muốn ra ngoài, nhưng bị thái tử ra kiểm soát chặt chẽ, không thể ra được. Vậy nên, tình hình hiện tại là, ngoại trừ mục lý thần, những người mà cô cần trả thù đã cơ bản bị xử lý hết chỉ còn lại gia tộc Hai Boli. Lý phu nhân, cô sẽ sớm xử lý. Tinh Thần khẽ cười lạnh lùng, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tâm trạng khá tốt. Buổi họp báo về công ty điện gió sẽ được tổ chức vào thứ 6 tuần tới. Tinh Thần và các công ty khác sẽ đến tham dự đầy đủ, bao gồm cả Mục Lý Thần, để tổ chức một buổi lễ ký kết quy mô lớn. Vì thế, tất cả các phương tiện truyền thông có tầm ảnh hưởng ở Đế Đô đều tụ tập tại hiện trường. Tinh Thần mặc một chiếc váy dạ hội màu bạc ngồi ở vị trí nổi bật trong hội trường, đàm ca được sắp xếp ngồi phía sau cô. Ở hàng ghế đầu tiên, phần lớn là những người đàn ông trung niên, chỉ có tống tinh thần là một phụ nữ trẻ đẹp, khiến nhiều phóng viên tập trung ống kính vào cô. Thậm chí có phóng viên phỏng vấn cô tại sao lại bỏ ra số tiền lớn để thu mua công ty năng lượng gió. Tinh thần trả lời một cách chuẩn mực rằng cô nhìn thấy tiềm năng của công ty năng lượng gió chắc chắn là một tương lai rộng mở. Hơn nữa, những công ty cùng góp vốn đều là những công ty có tầm nhìn và con mắt tinh tường. Cô gián tiếp khen ngợi mấy vị tổng giám đốc ngồi bên cạnh. Giai đoạn trước của lễ ký kết diễn ra suôn sẻ, những người cần đến đều đã đến đủ, các tổng giám đốc, cổ đông và cấp cao của các công ty đều có mặt. Hội trường cũng được trang trí rất đẹp, thậm chí ngôi sao lớn Phi Phi cũng đến góp vui. Dẫn theo nhóm nhạc nam mới ký hợp đồng dưới trướng của cô, vừa hát vừa nhảy tại chỗ, rất nỗ lực khuấy động bầu không khí sau khi phi phi kết thúc một bài hát cô xuống sân khấu chào hỏi tinh thần một vị tổng giám đốc bên cạnh còn sắp xếp thêm một chỗ ngồi cho trình phi phi tháng sau khi nào cô kết hôn danh sách phù dâu đã lập xong chưa có tên tôi không tôi nói cho cô biết nếu không có tên tôi tôi sẽ giận đấy biết không tinh thần cười đáp có chứ tôi đã hỏi trợ lý của cô về số đo lễ phục đang đặt may lễ phục cho phù dâu rồi lễ phục phù dâu có đẹp không có mấy bộ nếu không đẹp, ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi, tôi sẽ không tham gia đâu. Tinh thần, đẹp lắm, có tổng cộng 5 bộ, tôi sẽ bảo đàm ca gửi cho trợ lý của cậu xem, nếu cậu thấy không đẹp, muốn tự thiết kế lại cũng được. Mình tin nhà họ mục không đến nỗi làm hỏng lễ phục phù dâu của tôi, danh sách phù dâu còn có ai nữa. Tinh thần nói, an ninh, cô đã gặp rồi. Biết mà, cô gái nhỏ xinh xắn, khi chất yếu đuối, gầy tông như thể gió thổi một cái là bay đi, rất có phong thái của Lâm Đại Ngọc. Còn ôn dung, cô có biết không? Người đứng đầu công ty Internet mới nổi. Công ty game của cô ấy có người đại diện là nghệ sĩ mới của công ty tôi, chúng tôi đã từng ăn tối cùng nhau. Còn hai người nữa, một là bối anh anh và người còn lại là cô. Trình Phi Phi nghe đến cái tên bối anh anh, nhỏ giọng hỏi bên tai tinh thần, cô ấy không phải đang hẹn hò với ông chủ tôi sao? Lý Anh và cận phó ngôn xác nhận đang hẹn hò à? Xịt, Cậu đừng nói lớn tiếng thế. Mình đã từng đến nhà ông chủ, anh ấy không có nhà, nhưng có một người phụ nữ trẻ đang dỗ dành một đứa trẻ. Đứa trẻ đó trông giống ông chủ như đúc. Mình đã khai thác từ miệng người giúp việc, cô ấy là mẹ của đứa trẻ, đứa trẻ chỉ nhận cô ấy, ai bế cũng không chịu. Nghe nói bây giờ, khi mẹ đứa trẻ ra khỏi nhà, đứa bé ôm chặt không cho đi, khóc rất to. Người giúp việc và gia sư gia đình cũng không biết làm sao, ông chủ về cũng không dỗ được, bây giờ càng bám mẹ hơn mẹ ra phố, đứa bé cũng đi theo. Vậy bây giờ cận phó ngôn có thái độ thế nào? Tinh thần hỏi. Còn thái độ gì nữa, máu mủ tình thâm, còn có thể chia rẽ họ sao? Nhưng không thể như vậy, cứ mập mờ để cô ấy ở trong nhà cận phó ngôn thế sao? Vì thế nên, họ ở chung giống như cặp vợ chồng mới cưới vậy. Tất cả những buổi tiệc tùng sau giờ làm việc của ông chủ đều bị hủy, trở thành ông chồng nội trợ chuyên nghiệp. Nếu có ai mời người đó đi làm việc, Ông chủ sẽ lái xe đưa con đi, đợi ở trường quay. Thậm chí còn đánh đuổi hai tên đang đồ tử định lợi dụng tình thế. Hiện tại, công ty chúng mình đều đang đồn rằng ông chủ sắp kết hôn rồi. Tinh thần cười nói, vậy sao? Gần đây tôi không nghe tin tức gì của hai người đó, hóa ra đã tiến triển đến mức này rồi. Cô tống bận làm ăn lớn, suốt ngày bận rộn không có thời gian để ý những chuyện này. Chỉ có những người làm nghề nhỏ lẻ như chúng tôi mới lén lút bàn tán thôi. Đúng rồi, Lát nữa ký hợp đồng xong, đi qua trường quay xem, chắc chắn có thể thấy ông chủ đang đợi trong xe cùng con. Tinh Thần không ngờ Lý Anh và Cận Phó Ngôn lại tiến triển nhanh như vậy, bất giác đã thành đôi. Được, sau khi cắt băng xong, chúng ta qua đó xem thử nhé. Ok. Sau khi trò chuyện với Tinh Thần, Trình Phi Phi cũng bắt đầu trò chuyện với các doanh nhân cùng tham dự lễ cắt băng. Các tổng giám đốc của các doanh nghiệp lớn thấy cô ấy và Tống Tinh Thần có mối quan hệ tốt như vậy nên không dám lơ là. Dù sao sau này họ sẽ là đối tác kinh doanh cùng nhau. Mọi người đều biết gặp nhau không thể tránh được, nên bắt đầu trò chuyện sôi nổi với Trình Phi Phi. Đến giờ ký kết hợp đồng chính thức, Trình Phi Phi đi vào hậu trường. Các phóng viên phỏng vấn các doanh nhân cũng trở về vị trí của mình, hiện trường trở nên yên tĩnh, tiếng nhạc dừng lại. Các cô gái lễ tân của buổi cắt băng đã chuẩn bị sẵn đĩa hoa và kéo, đứng bên cạnh sân khấu. Tinh thần vô thức tìm kiếm âm thanh của Mục Lý Thần, nhưng không thấy bóng dáng anh ta đâu. Mục Lý Thần là người rất đúng giờ, anh ta có nề nếp sinh hoạt đều đặn và khả năng tự kỷ luật nghiêm khắc, không thể đến muộn được. Tinh Thần nhìn Đàm Ca một cái, Đàm Ca cúi xuống hỏi, "Cô Tống, có chuyện gì vậy?" "Anh có thấy hạng nghị đâu không?" "Không thấy, cũng không thấy Mục Lý Thần đâu." "Đi hỏi ban tổ chức xem Mục Lý Thần đã đến chưa." "Vâng." Đàm Ca đứng lên, băng qua đám đông, đi về phía hậu trường. Lúc này, còn chưa đầy 5 phút nữa là đến giờ cắt băng chính thức. Tinh thần lấy điện thoại ra, nhìn thời gian trên màn hình, nghĩ ngợi một lúc, rồi gửi một tin nhắn thoại cho An Ninh. An Ninh trả lời ngay lập tức, he he, mình đang xem buổi ký kết của cậu phát trực tiếp đây, thấy cậu cầm điện thoại lên là mình biết cậu tìm mình rồi. Cảm giác được làm trung tâm chú ý của các phóng viên thế nào? Tinh thần bình tĩnh nói, buổi ký kết có thể sẽ bị hủy bỏ. An Ninh tưởng mình nghe nhầm, nghe lại một lần nữa, xác nhận không sai, liền gọi điện cho tinh thần. Cậu nói gì cơ, không phải cậu đang ở buổi ký kết rất ổn sao? Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ mà và sắp bắt đầu rồi. Tinh thần nói với An Ninh, tại hiện trường không thấy Mục Lý Thần, vị trí của anh ta trống không, hạng nghị cũng không có mặt, Đàm Ca đang đi hỏi ban tổ chức, anh ta hoàn toàn không đến. An Ninh vừa gọi điện thoại, vừa mở laptop, truy cập vào các cổng kiểm soát, sử dụng nhận diện khuôn mặt để tìm kiếm Mục Lý Thần. Kết quả là, máy tính nhanh chóng duyệt qua hơn 300 người, nhưng không phát hiện ra Mục Lý Thần. Hạ Nghị cũng không có mặt. An Ninh không hiểu được, nếu anh ta không muốn bán, sao lại làm đến mức đó? Chẳng lẽ chỉ muốn lừa cậu sao? Trước khi ký hợp đồng chính thức, các cậu đã ký thỏa thuận và đặt cọc, nếu anh ta không thực hiện, sẽ phải bồi thường hơn 10 lần số tiền đặt cọc. Tinh Thần cũng không rõ, rốt cuộc Mục Lý Thần đang có âm mưu gì. Cô hỏi An Ninh, có thể tìm ra được hành tung hiện tại của Mục Lý Thần không? Mình cần chút thời gian để tìm, cậu tạm cúp máy đi. Mình sẽ cố gắng tìm nhanh nhất có thể và gửi lại cho cậu. An Ninh cúp điện thoại. Tinh thần bình tĩnh chờ đợi trong hội trường. Buổi ký kết do công ty điện lực quốc gia khởi xướng, sau khi ký hợp đồng với Mục Lý Thần, công ty điện gió sẽ chính thức được chuyển giao cho đầu tư Vi Tinh, Tinh Thần dự định sẽ trực tiếp quản lý. Trước khi tiếp quản, Tinh Thần cũng đã chuẩn bị sẵn, nhiều khu vực phía tây có thể đặt máy phát điện gió. Những vùng đất đó đã được khoanh vùng, chỉ cần đàm phán với các cơ quan chính quyền địa phương trả tiền thuê đất, xây dựng cơ sở phát điện, có thể đáp ứng nhu cầu điện cho nhiều thành phố ở khu vực phía Tây. Công ty điện lực quốc gia cũng sẽ đẩy mạnh xây dựng, kéo dây cáp, đảm bảo tất cả các thị trấn và làng mạc ở phía Tây đều có điện. Vì vậy, sau khi ký hợp đồng với Mục Lý Thần, cô sẽ lập tức ký hợp đồng với công ty điện lực quốc gia. Nhưng, Mục Lý Thần không đến, tất cả các thỏa thuận hợp tác với công ty điện lực đều trở thành vô nghĩa. Tất cả đều sẽ bị hủy bỏ. 5 phút đã trôi qua. Tiếng nhạc vang lên tại hiện trường. Hai MC nam nữ bước lên sân khấu chào buổi chiều các quý vị khách mời thân mến, các lãnh đạo các tập đoàn lớn, các cấp cao của các bộ phận và các bạn phóng viên. Hôm nay chúng ta sẽ chính thức bắt đầu buổi lễ ký kết hợp đồng thu mua giữa công ty năng lượng gió và đầu tư vi tinh. Chúng tôi xin mời đại diện của công ty năng lượng gió anh mục lý thần lên sân khấu, đồng thời xin mời đại diện của đầu tư vi tinh cô tống tinh thần, đại diện ngân hàng quốc doanh ông triệu văn. Tinh Thần đứng lên từ chỗ ngồi, nhiều phóng viên vội vàng hướng máy ảnh về phía cô, ánh đèn flash liên tục nháy sáng chiếu lên mặt cô. Tinh Thần chỉ đứng dậy, không bước lên sân khấu, vì Mục Lý Thần vẫn chưa xuất hiện. Các lãnh đạo và tổng giám đốc đều đứng dậy, thấy Tinh Thần không bước lên sân khấu, liền hỏi: "Cô Tống, sao cô lại không lên sân khấu?" Tinh Thần có chút lạnh lùng, nói: "Hình như Mục Lý Thần không đến." Nhắc đến cái tên Mục Lý Thần, mấy vị tổng giám đốc khác mới hoàn hồn. Nhìn quanh trước sau trái phải và cả trên sân khấu và khắp hội trường, dường như đúng là không thấy mục lý thần. Làm náo động cả buổi lễ ký kết lớn như vậy, cuối cùng phát hiện người không đến. Đây chẳng phải là đang đùa giỡn với họ sao? Tại hiện trường, mấy vị tổng giám đốc trông mặt không vui. Có một vị trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu gọi điện hỏi người, chuyện gì đang xảy ra? Ông đã bỏ bao nhiêu việc quan trọng sang một bên, đến đây, kết quả lại là lãng phí thời gian. Lúc này đàm ca vội vã chạy tới chen vào giữa đám phóng viên thở hồn hển nói cô tống tôi đã tìm khắp hậu trường rồi thậm chí hỏi cả ban tổ chức bảo vệ xem lại camera giám sát ở cổng và nói rằng mục lý thần chưa vào hội trường mấy vị tổng giám đốc nghe thấy lời của đàm ca người nóng tính thậm chí còn chửi thề tại chỗ người dễ nói chuyện hơn thì ngồi xuống mặt may không vui hỏi thế còn tiền đặt cọc thì sao không lẽ bị lừa à mấy trăm triệu đó Lãnh đạo ngân hàng trông càng khó coi hơn. Xét tài sản của Mục Lý Thần, không thiếu mấy trăm triệu này để lừa cậu đâu, để tôi gọi điện cho anh ta hỏi xem chuyện này là thế nào. Buổi lễ bắt đầu rồi mà người lại không có mặt, mặt mũi chúng ta để ở đâu được đây. Mau gọi đi, nhanh lên, nếu xác định không đến, tôi lập tức về ngay, lát nữa còn có một cuộc họp nữa. Nếu các anh định đòi bồi thường vi phạm hợp đồng, nhất định không được thiếu phần của công ty tôi, tôi sẽ cho đội pháp lý theo dõi. Tinh thần ngồi xuống, những người khác cũng ngồi xuống, đứng dậy mặt mày khó coi thế này sẽ bị các phóng viên chụp ảnh toàn cảnh. Sau khi người dẫn chương trình phát biểu, bàn ghế đã được sắp xếp trên sân khấu, các cô lễ tân thậm chí đã chuẩn bị sẵn hoa. Tất cả đều đứng ở giữa hội trường, nhưng mấy vị tổng giám đốc này đều ngồi im tại chỗ, không ai nhúc nhích. Thứ trưởng Bộ Thương mại đại diện cho phía chính phủ hỏi, chuyện gì xảy ra vậy, sao không lên sân khấu? Không biết ai đó nói một câu, Mục Lý Thần bùng kèo, không đến Ồ, oh, câu nói này khiến hiện trường im lặng mấy giây, mọi người đều tìm vị trí của Mục Lý Thần, kết quả phát hiện, quả thật anh ta không có mặt trong hội trường. Đây là công khai bùng kèo trước mặt các tổng giám đốc và giới truyền thông truyền hình sao? Tinh Thần để ý thấy lãnh đạo ngân hàng đang gọi điện, có vẻ như vị lãnh đạo này đã gọi nhiều lần mà không được. Cô lấy điện thoại ra, lặng lẽ gọi cho Mục Lý Thần. Kết quả, anh ta bắt máy ngay sau một giây. Có vẻ như Mục Lý Thần đang ở trên xe. Có thể nghe rõ tiếng xe chạy. Tinh Thần, công ty năng lượng gió không bán nữa, đúng không? Không, anh có việc gấp, cần phải rời khỏi đế đô, bây giờ đang trên đường cao tốc, rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của em. Tinh Thần lạnh lùng nói, không cần xin lỗi riêng tôi, anh hãy gọi điện xin lỗi từng tổng giám đốc các công ty khác đi. Mục Lý Thần còn muốn nói gì đó, nhưng Tinh Thần đã cúp máy. Ngay sau đó, Mục Lý Thần gọi lại, nhưng Tinh Thần không nghe máy. Ngược lại, lãnh đạo ngân hàng ngồi kế bên đã nghe máy. Vị lãnh đạo này tức giận, không kìm được mà phàn nàn. Anh có ý gì vậy? Cho bọn tôi leo cây thú vị làm sao? Mọi người đều bận rộn như vậy, nếu không có thời gian thì nói sớm chứ. Buổi lễ ký kết đã bắt đầu rồi, anh mới gọi điện thoại để bọn tôi ngồi đây cho phóng viên chụp ảnh hà. Thôi được rồi, tôi không muốn nghe anh nói nữa. Bây giờ các ông chủ của mấy công ty này đều không muốn ký hợp đồng nữa, cũng không muốn thu mua nữa anh bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho họ đi, từ 3 đến 10 lần, tùy anh quyết định. Khi ký hợp đồng thì nói hay lắm, thật là. Sau này anh mà có tìm ngân hàng chúng tôi vay vốn, xin lỗi nhé, khoản vay lớn chúng tôi không thể cho anh vay được nữa, đi hỏi ngân hàng khác đi, xếp hạng tín dụng của anh ở ngân hàng chúng tôi đã giảm xuống mức thấp nhất rồi. Tạm biệt, đừng gọi điện thoại lại nữa. Lãnh đạo ngân hàng bực tức, không quan tâm hiện trường có phóng viên chụp ảnh hay không, không quan tâm đến vẻ mặt cầm túi sách lên, cùng mấy nhân viên phía sau rời khỏi từ lối đi giữa. Các phóng viên không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao lãnh đạo ngân hàng lại giận dữ bỏ đi như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Buổi lễ cắt băng Khánh Thành đã được sắp xếp hoàn tất, thậm chí còn mời ngôi sao đến biểu diễn, mà lại hủy bỏ thế này sao. Mấy phóng viên vội vàng chạy tới hỏi, phỏng vấn vị lãnh đạo. Ông Lưu, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì mà ông đột ngột rời đi vậy? Ngân hàng của ông là đã hủy bỏ vụ thu mua này, hay là tạm dừng lại. Việc ông đột ngột rời đi sẽ ảnh hưởng thế nào đến các cổ đông còn lại? Ông Lưu tức giận nói: chẳng ảnh hưởng gì cả. Chúng tôi dù bận rộn cũng đã sắp xếp thời gian, thành tâm thành ý qua đây chờ. Kết quả là bị người ta cho leo cây, không tức giận sao? Được rồi, được rồi, tránh đường đi. Buổi chiều tôi còn có một cuộc họp quan trọng nữa. Bị cho leo cây. Lúc này, không biết ai đó nói một câu. Ơ, ờ, sao không thấy ông Mục Lý Thần? Đại diện của công ty điện gió đâu cả? Câu nói này khiến tất cả các phóng viên bừng tỉnh. Đúng rồi, mục lý thần đâu rồi? Anh ta không đến thì lễ ký kết hợp đồng của công ty điện gió không thể hoàn thành, vì vậy mấy vị tổng giám đốc này bị lừa. Đến đây đi một vòng, tổ chức một lễ ký kết hoành tráng, cuối cùng chẳng có ý nghĩa gì. Không nói đến chuyện mất mặt, nhưng họ đều lãng phí cả thời gian và công sức, từ việc đàm phán đến thuyết phục cổ đông của công ty mình tham gia góp vốn cắt giảm chi phí để rút tiền ra, rồi đến việc đặt cọc, tạo dư luận. Cuối cùng, để ký hợp đồng, ít nhất phải trải qua nờ giai đoạn, chỉ cần một giai đoạn sai sót thì việc thu mua sẽ không thành. Giờ đây, vào thời điểm quan trọng nhất, anh ta lại không đến. Phía ngân hàng cũng là bên kết nối, đối xử với Mục Lý Thần cũng đã rất hết lòng rồi, bảo sao họ tức giận đến vậy. Tinh Thần vẫn ngồi tại chỗ, lãnh đạo ngân hàng vừa đi, mấy vị ông chủ còn lại cũng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Có người là do mục lý thần gọi điện xin lỗi mới biết. Có người thì nghe người khác nói hoặc nghe phóng viên hỏi thăm lúc phỏng vấn. Ai cũng có vẻ mặt khó chịu, lần lượt đứng dậy rời đi. Các phóng viên liền vây quanh họ để chụp những khoảnh khắc tức giận khi bị cho leo cây. Bên tinh thần thì không có phóng viên nào vây quanh. Đúng lúc đó, cô nhận được cuộc gọi từ An Ninh. Tinh thần này, thật kỳ lạ, mục lý thần đã đi đến nơi mà trước đây cậu gửi ảnh cho mình trên đường cao tốc. Anh ta đã dừng xe lại trên đoạn cao tốc đó. Hơn nữa, anh ta dường như cũng đã đến nơi mà trước đây chúng ta đã phát hiện địa điểm dưới lòng đất kia. Anh ta chỉ đi một mình với Hạ Nghị. Thế này là sao? Nếu anh ta đi gặp một người quan trọng thì còn hợp lý. Đằng này lại cho cả đám leo cây chỉ để đi đến một nơi như vậy. Tinh thần nghe vậy, đứng sững lại, môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Anh ta cuối cùng đã biết về nơi đó rồi sao? Nhờ anh ta mà trong hai năm cuối đời kiếp trước tinh thần đã phải chịu những loại tra tấn vô nhân đạo như thế nào. Hắn cho mấy vị tổng giám đốc các công ty lớn leo cây, nói là đi đón người, nếu là khách quý thì cũng thôi, nhưng ai ngờ hắn lại đến nơi mà tinh thần đã chết ở kiếp trước. Ha, à, có chút trầm biếm nhỉ. Lúc này, hắn bỏ mặc công ty, đi đến đoạn đường cao tốc ngoại ô, chẳng lẽ là không muốn bán công ty phát điện giò nữa. Tinh thần hỏi an ninh, chỉ có mỗi hắn, còn có ai khác không? Không, cũng không thấy hắn gặp ai, Bây giờ ở đó đã lắp đặt camera giám sát, núi và đất xung quanh đều đã bị mua lại bởi tư nhân, nghe nói sẽ xây một sân golf. Ồ, oh, đột nhiên lại muốn xây sân golf. Công ty nào xây vậy? Có thể tra được thông tin không? Có thể tra được. Đây là một dự án đầu tư của nhiều công ty, trong đó có một công ty mà đầu tư Vi Tinh đã góp vốn, là công ty thiết bị y tế Vĩnh Khang, anh ta sở hữu 10% cổ phần. Tinh Thần, nếu cậu quan tâm, cậu có thể mua lại 10% cổ phần này hoặc hỏi thăm ông chủ của Vĩnh Khang. Tinh thần Cao mày nghĩ ngợi, kiếp trước dường như khu vực này không có sân golf nào cả, xung quanh toàn là núi, gần đó hầu như không có ai cư trú, bên dưới là một hẻm núi, có một con sông chảy qua. Có vẻ mang phong cách rừng nguyên sinh, hơn nữa không thích hợp để cư trú, phát triển thành khu du lịch thì còn chấp nhận được. Phát triển sân golf thì quá không phù hợp, địa hình núi không bằng phẳng, lại còn nhiều cây cổ thụ, đây là khu vực hoang vắng hiếm thấy xung quanh để đô. Ồ Tinh thần à, mình đã kiểm tra lại khu vực này rồi, không chỉ xây sân golf mà còn phát triển khu nghỉ dưỡng và nhà nông trại. Đây là một công ty đầu tư trong nước thực hiện. Điều kỳ lạ là, khi mình kiểm tra lịch sử đầu tư của công ty này, họ chỉ đầu tư vào các dự án có tiềm năng, kiếm tiền nhanh. Kiểu khu nghỉ dưỡng du lịch và sân golf như thế này thì đây là lần đầu tiên. Cậu hãy điều tra kỹ hơn về dòng tiền của công ty này, xem có liên quan gì đến nước ngoài không. Được. Tinh thần cúp máy nếu mục lý thần không đến nơi này có lẽ cô đã sớm quên nó nhưng việc hắn đến đó khiến tinh thần nhớ ra rằng có thể kiếp trước khi cô bị đưa vào đó không chỉ có liên quan đến gia đình họ phương và họ lâm mà còn có sự tham gia của gia tộc hai boli lý do gì khiến lý phu nhân của gia tộc hai boli lại muốn hành hạ cô như vậy tinh thần cầm túi sách lên dẫn đàm ca đi về phía hậu trường và ra ngoài qua cửa sau phía trước bị phóng viên bao vây dù có bảo vệ tại hiện trường cũng không dễ ra ngoài Nhân viên hậu trường vẫn đang thu dọn đồ đạc, họ ra ngoài khá thuận lợi. Ra khỏi cửa sau, Ngụy Đông Thành đã đỗ xe bên cạnh cửa, đợi họ. Sau khi Tinh Thần lên xe, Ngụy Đông Thành hỏi, "Cô Tống, cô muốn đi đâu?" Tinh Thần nói, "Đến công ty thiết bị y tế Vĩnh Khang, Đàm Ca tiện thể gọi điện thoại, đặt hẹn với ông chủ của họ, tôi muốn gặp mặt." Đàm Ca, "Vâng, có cần thông báo cho đầu tư vi tinh không? Có cần họ đi cùng không?" Dù sao thì tại lễ ký kết tổng giám đốc lý của đầu tư vi tinh cũng có mặt. Người vẫn còn ở hiện trường. Tinh thần, không cần. Được rồi, nhà máy thiết bị y tế Vĩnh Khang nằm ở ngoại ô, và vừa hay, ông chủ Huy Ca cũng ở đó, ông nói sẽ đợi tinh thần trong văn phòng. Sau đó họ sẽ cùng nhau ăn cơm. Một giờ sau, tinh thần gặp Huy Ca. Ông ta khá mập, rất dễ nói chuyện, là người miền Nam nhưng nói năng lại rất hào sảng như người miền Bắc. Chưa đến giờ ăn trưa, Ông đã dẫn tinh thần và mấy vệ sĩ đi đến một phòng ăn ở nhà hàng gần công ty, vừa ăn vừa trò chuyện. Khi tinh thần hỏi về chuyện sân golf, Huy Ca nói rằng đó là ý của người em họ từ Mỹ về. Anh ta nói muốn phát triển sân golf, những năm qua đã tích góp được chút vốn liếng, công ty hoạt động cũng ổn định, nên muốn thử sức với mảng đầu tư, làm thêm ngành phụ, nên họ đã đầu tư vào đó 50 triệu. Còn về ông chủ của sân golf, ông ấy cũng không biết rõ là ai. Người khởi xướng dự án là ai, các cổ đông khác là những ai, Huy ca cũng không rõ. Huy ca đã mang theo hợp đồng và giấy tờ chuyển nhượng cổ phần. Nếu Tinh Thần muốn, anh ấy có thể chuyển nhượng, chỉ cần 50 triệu tệ, không kiếm lời một đồng nào. Đàm ca cầm lấy giấy tờ cổ phần và hợp đồng, xem qua một lượt, chỉ là hợp đồng thương mại thông thường, không có mưu mẹo gì. Có điều, có thể nghe ra được rằng, Huy ca bỏ ra 50 triệu đã có chút hối hận. Anh ấy đã đến xem qua khu vực đó, chưa nói đến việc nó hoang vắng. Không có nhiều người sinh sống. Các ngôi làng gần đó vì việc cải tạo xung quanh khu vực đế đô mà đã rời đến những khu nhà tập thể cách đó 30 cây số. Khu vực này còn có vài cánh đồng, vài năm trước còn có người chăn cừu và nuôi bò, nhưng địa hình núi không tốt, phía dưới là hẻm núi quá sâu, đã có vài con cừu con bị rơi xuống, nên giờ chẳng ai chăn bò cừu nữa. Đây là một vùng đất hoang hiếm thấy ở xung quanh đế đô. Các công ty bất động sản và nhà máy xung quanh khu vực khác thì làm ăn phát đạt, duy chỉ có khu này đầu tư vào, không biết phải chờ bao nhiêu năm mới có thể thu hồi vốn. Huy ca nói lúc đó anh ấy cũng bị em họ dụ dỗ, nói rằng vùng ven đế đô, giao thông thuận lợi, vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển du lịch và khách sạn, sân golf. Sau này chắc chắn có thể kiếm được nhiều tiền, nên đã đầu tư vào. À đúng rồi, Huy ca đã gặp qua ông chủ của bên kêu gọi vốn. Là người Hoa Kiều mang quốc tịch Mỹ. Người này khiến tinh thần nhớ đến kẻ từng kết nối cho Hoàng Đình Dã dạ Diên và nhà họ Phương, tên là Tony, một hoa kiều. Người này đã trốn thoát một thời gian dài. Tinh thần nhớ ra rằng trong máy tính dường như có lưu một bức ảnh, cô liền bảo đàm ca mở máy tính lên, phóng to bức ảnh cho Huy ca xem. Huy ca nhìn một cái liền xác nhận ngay lập tức. Đúng đúng, để dâu ria lởm chởm, chính là người này. Đàm ca hỏi Huy ca, chắc chắn là ông ta chứ? Chắc chắn, tôi đã bỏ 50 triệu vào đó, dù không biết hình dáng các cổ đông khác thế nào, nhưng người này là người khởi sướng, cũng là ông chủ, làm sao có thể không nhìn mặt được, chẳng nhẽ lại đưa tiền vào tay một người không rõ thân phận. Thú vị đây! Tony là người liên lạc đằng sau Hoàng Đình Dạ Diên, sau khi hình kình uyên vào tù, người này chưa từng lộ diện. Mục Đình Kiêu và Tinh Thần, cũng như các cơ quan trong nước, đã huy động lượng lớn nhân lực và vật lực để tìm kiếm, nhưng vẫn để người này trốn thoát. Chưa đầy một năm, hắn ta lại xuất hiện ở đế đô, còn lấy thân phận nhà đầu tư, muốn mua lại khu đất đó để xây dựng khu nghỉ dưỡng. Tất nhiên, hắn ta sẽ không sử dụng lại cái tên Tony này. Tinh thần hỏi Huy ca, hiện ông ta tên là gì? Không rõ, chúng tôi đều gọi ông ta là tổng giám đốc Trần, biết nói bốn thứ tiếng, tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp. Ông ta nói rằng mình lớn lên ở nước ngoài, nhưng tiếng Trung rất lưu loát. À đúng rồi, anh có bản đồ quy hoạch bên họ không? Đại khái đã khoanh bao nhiêu đất, rộng cỡ nào? gồm những dự án gì. Dù anh chỉ tham gia 10%, cũng phải cho anh xem để anh cân nhắc mất bao nhiêu năm mới thu hồi vốn, xu hướng phát triển ra sao chứ. Được, tôi sẽ mở ra cho cô xem bản đồ quy hoạch trong máy tính nhé, chờ chút. Huy ca bảo thư ký mở máy tính sách tay, cắm USB vào, rồi quay màn hình về phía tinh thần xem. Lúc xây dựng Hoàng Đình Dạ Diên, khu đất này chỉ khoảng 10 mẫu, nhưng hiện nay, toàn bộ khu vực rộng 50 cây số xung quanh đều đã được thuê dài hạn, thời hạn là 50 năm. Hơn nữa, việc thuê đã được thực hiện từ rất sớm, khi đó đế đô chưa phát triển như bây giờ, cách đây khoảng 20 năm. Lúc đó chỉ tốn một khoản tiền rất nhỏ, đã thuê được hơn 50 năm. Trong 50 năm này, trước kia là để xây dựng Hoàng Đình Dạ Diên, giờ thì phát triển sân golf, khu nghỉ dưỡng. Chẳng lẽ đây chỉ là thay đổi bề ngoài, đưa Hoàng Đình Dạ Diên dưới lòng đất lên mặt đất? Tinh thần hỏi Huy Ca, giấy tờ đều đầy đủ cả chứ? Đều đã được cấp phép chưa? bởi vì trước đó từ Hoàng Đình Dạ Diên đã tìm thấy vũ khí, nên các cơ quan chức năng sẽ không dễ gì phê duyệt giấy tờ. Huy Ca nói, cô nói gì vậy, tất nhiên là phải có hết rồi. 50 triệu này đâu phải từ trên trời rơi xuống. Tôi làm ăn hơn 20 năm nay, từ hồi mười mấy tuổi đã bỏ học ra ngoài làm thuê, làm sao có chuyện đưa tiền cho người khác mà giấy tờ không đầy đủ. Để tôi nói cho cô nghe, họ không chỉ có giấy phép kinh doanh mà còn có cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ đăng ký tại cục du lịch Dự án phát triển sân golf, thậm chí ngay cả giấy kiểm dịch vệ sinh cũng đã được thông qua. Có hơn chục cái chứng chỉ, đều có con dấu chính thức, đóng dấu mộc rất rõ ràng, cô cũng có thể kiểm tra đăng ký trực tuyến. Dự án này căn bản không có vấn đề gì. Huy ca đảm bảo, nếu cô có hứng thú, tôi có thể chuyển nhượng cho cô với giá thấp hơn, chỉ 48 triệu thôi, tôi chịu lỗ 2 triệu, cô thấy thế nào? Tiểu thư Tống, không phải là tôi nóng vội muốn bán. Chỉ là tôi cảm thấy dự án này kiếm tiền quá chậm. Có chút hối hận vì hồi đó đã nghe lời dụ dỗ của em họ. Hôm sau đã hối hận đến xanh ruột, muốn lấy lại tiền, nhưng nó và ông chủ đã về Mỹ rồi, tức chết tôi. Sau đó, tôi hỏi qua mấy người muốn tiếp nhận, tôi cũng đến khu vực xây dựng xem qua rồi, thấy cũng hoang vắng lắm. Địa hình thì làm khu du lịch nhà nông, phát triển du lịch còn được, như mấy dự án nhảy băng di, bay wing suit cũng được, vì có cái hẻm núi lớn đấy mà. Còn sân golf thì tôi thấy không khả thi. Tinh thần nói, anh đưa hợp đồng cho tôi xem thử. Được, cô thật là người thẳng thắn, hôm nay tôi cũng mang theo đây. Nếu cô thấy 50 triệu nhiều quá, chúng ta có thể chia đôi, mỗi bên 25 triệu, sau đó tôi sẽ cho công ty tái phân chia cổ phần. Không cần vội. Tinh thần xem hợp đồng của Huy ca, rồi dặn Đàm ca, anh đi kiểm tra xem những quan chức nào đã phê duyệt dự án này. Khu đất này từng phát hiện vũ khí, theo lý mà nói phải phong tỏa vài năm không cho phát triển nhưng chưa đến một năm đã vội vã phát triển, thật không hợp lý. Hơn nữa, dự án rõ ràng không có lời, Huy ca có thể đã bị dụ bỏ ra 50 triệu, còn những người khác thì sao? Cổ đông lớn nhất là ai? Tôi không rõ lắm, nghe nói là một công ty nước ngoài, làm về cái gì thì tôi không hiểu. Vì tôi làm thiết bị y tế không xuất khẩu, chỉ làm cho các bệnh viện tư nhân trong nước thôi, nên không tìm hiểu kỹ. Nhưng tôi nghe em họ nói đó là một đại gia tộc bí ẩn ở Mỹ, rất rất giàu, Bảo tôi theo họ làm, sau này sẽ được hưởng lợi, nó thật biết nói chuyện tào lao. Tôi nhất thời nông nổi, thế là bỏ 50 triệu vào, ký tên ngay tại chỗ. Ôi trời, đừng nhắc nữa, vì chuyện này mà vợ tôi cãi nhau cả tháng, không thèm nói chuyện với tôi. Hôm nay nếu tôi có thể lấy lại được hơn 20 triệu, vợ tôi sẽ bớt giận đi nhiều. Ban đầu chúng tôi vốn định để dành tiền cho con mua hai căn nhà ở khu học xá của Đế Đô, còn định xin cô cho giá ưu đãi. Giờ tất cả đều đổ sông đổ biển cả rồi. Huy ca vừa chửi bới vừa phàn nàn, tinh thần và đàm ca lại tập trung vào chi tiết quan trọng, đại gia tộc bí ẩn ở nước ngoài. Chẳng lẽ là do Lý Phu Nhân đứng ra đầu tư? Tại sao lại là mảnh đất đó? Tại sao biết rõ là không có lời mà vẫn muốn lấy đất để làm trò? Hôm nay Mục Lý Thần không ký hợp đồng, thậm chí cho các công ty lớn và ngân hàng leo cây, nhưng lại muốn đến đó. Mảnh đất đó rốt cuộc có bí ẩn gì? Tinh thần nói với Huy ca, hay là thế này, Tôi sẽ nhận hợp đồng trước, hiện giờ tôi không có sẵn 20 triệu tiền mặt. Anh có căn nhà nào thích thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ bảo công ty lo liệu trước cho anh, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp về hợp đồng." Huy Ca vui mừng nói, "Thật không? Cô không đùa chứ? Thật sự sẽ cho tôi căn nhà?" "Ôi trời, vui quá đi mất, vợ tôi sẽ không trách tôi nữa. Tôi kinh doanh cả đời mà ở Đế Đô lại chưa có được căn nhà nào tử tế. Cảm ơn cô Tống, tôi đi gọi điện cho vợ đã." Huy ca vui vẻ đi sang phòng bên cạnh gọi điện thoại, hợp đồng vẫn để trên bàn. Có vệ sĩ đi theo nhìn chằm chằm Huy ca. Tinh thần cầm hợp đồng lên xem lại, lật đến trang cuối cùng thấy tên công ty đầu tư đồng bộ, cô chụp lại con dấu và chữ ký, gửi cho an ninh. An ninh, nếu rảnh giúp mình tra công ty này và dòng tiền của nó nhé. An ninh đáp, ok. Sau khi an ninh trả lời thì không có tin nhắn nào nữa. Trong lúc đó, tinh thần xem lại tất cả các điều khoản trong hợp đồng, thấy hợp đồng không có vấn đề gì, chỉ là một hợp đồng thương mại thông thường. Huy ca đầu tư 50 triệu, chiếm 10% cổ phần, sau khi có lãi sẽ chia cổ tức hàng năm. Trước khi có lãi, anh ta có quyền tham gia các quyết định lớn của công ty, nhưng không có quyền quản lý thực tế. Việc quản lý do các nhà quản lý chuyên nghiệp đảm nhiệm và do cổ đông lớn nhất bổ nhiệm. Vậy nên, đầu tư 50 triệu này, lời lỗ chưa biết ra sao, anh ta lại không có người thân tín trong công ty, nếu báo cáo cuối năm nói lỗ thì sẽ không có cổ tức. Điều này tạo ra rất nhiều cơ hội để những cổ đông lớn thao túng. Đây cũng là lý do vì sao vợ của Huy ca lại tức giận như vậy. 50 triệu nếu đầu tư vào ngành khác, có thể còn nhìn thấy rõ nó dần dần lỗ như thế nào, đầu tư xuống sông còn nghe được tiếng động. Đầu tư vào sân golf này, đến cả tiếng động cũng không có. Tinh thần nói với Đàm ca, chụp lại hợp đồng, gửi cho nhóm đánh giá của đầu tư vi tinh, để họ đánh giá xem cần đầu tư bao nhiêu thực tế, ước tính khoảng bao nhiêu năm thì có lãi chỉ cần ước lượng thôi tôi cần dữ liệu ngay đàm ca nói vâng cô tống rất nhanh sau đó an ninh gửi tin nhắn tinh thần à tiền của công ty này là từ công ty bên bắc mỹ chuyển đến nhưng số tiền đó lại là từ ngân hàng đại thông đổ vào nói cách khác công ty này là do lý phu nhân đầu tư ha ý là gì đây con muốn quay trở lại sao rốt cuộc là người này có thù hận lớn đến mức nào với tinh thần Kiếp trước đã hành hạ cô một lần rồi, kiếp này vẫn không biết hối cải. Tinh thần thật sự muốn gặp mặt trực tiếp, hỏi cho rõ ràng tại sao lại nhắm vào cô như vậy. Bên Huy ca gọi điện xong, rất vui mừng, liên tục xác nhận với Tinh thần liệu cô có thật sự muốn nhận 10% cổ phần không. Tinh thần nói sẽ nhận, và viết cho Huy ca một tờ giấy để anh ta đi chọn hai căn nhà có giá trị tương đương. Huy ca cầm lấy tờ giấy, vui vẻ ra đi, không kịp ăn cơm. Anh ta nói muốn về nhà báo tin mừng cho vợ, vì vừa nãy vợ anh ta không tin, nói tinh thần sẽ không ngu ngốc đến mức nhận một đống rắc rối này. Sau khi Huy ca và thư ký rời đi, đàm ca hỏi có cần cử người theo dõi không, tinh thần gật đầu. Mục Đình Kiêu biết chuyện Mục Lý Thần cho cả hội trường leo cây, liền gọi điện cho tinh thần, em ở đâu? Anh đến đón em. Tinh thần cho Mục Đình Kiêu biết địa chỉ. Anh nói sẽ đến sau nửa tiếng. Đúng lúc tinh thần chưa ăn được bao nhiêu, Cô gọi nhà hàng làm thêm vài món. Mục Đình Kiêu đến nơi, vừa ngồi xuống đã thấy hợp đồng đặt trước mặt Tinh Thần, anh cầm lên xem. Tinh Thần hỏi Mục Đình Kiêu, anh nói xem, ai đã phê duyệt cho khu đất này? Mục Đình Kiêu lật đến phần ký tên cuối cùng, mắt anh nheo lại, công ty đầu tư đồng bộ. Em vừa nhờ An Ninh tra rồi, nguồn tiền đến từ Bắc Mỹ, các công ty chuyển tiền ra là từ ngân hàng Đại Thông, là dự án của gia tộc Hai Bo Mảnh đất này có gì mà họ phải tốn công tốn sức như vậy để khởi công? Cái gì mà khu nghỉ dưỡng tư nhân, sân golf chẳng qua chỉ là trò che mắt thiên hạ. Mục đình kêu cầm điện thoại lên gọi, dừng dự án sân golf ở ngoại ô đế đô lại, tổ chức lực lượng lớn người và phương tiện, tìm kiếm từng tức đất, tôi nghi ngờ phía dưới có vũ khí. Tinh thần nghe thấy, liền ngớ người. Vũ khí, đúng rồi, rất có thể. Lần trước họ cho phá nổ đoạn đường hầm cao tốc, thuốc nổ từ đâu ra trong nước quản lý rất nghiêm ngặt, họ hoàn toàn không thể vận chuyển vào, nhưng lại xuất hiện ở vùng ngoại ô đế đô. Nhưng nếu chúng đã được chôn sẵn ở đế đô 20 năm trước rồi thì sao? Dù là thuốc nổ hay vũ khí, tất cả đều đã được đặt sẵn, mua đứt đất đai, dùng danh nghĩa dự án phát triển để kiểm soát lâu dài, vận chuyển vào ra. Khu vực này địa hình hiểm trở, núi non trùng điệp, lại có khe núi, người bình thường sẽ không đến đây. Cư dân cũ đều đã chuyển đi đến thị trấn cách xa mấy chục cây số, hai hộ gia đình duy nhất còn lại thì bị mất cừu, cuối cùng cũng di rời, không cần bồi thường di rời. Mười mấy năm qua, khu này không có ai sinh sống. Lại nói đến Hoàng Đình Dạ Diên, có thể xây dựng được một địa điểm dưới lòng đất như vậy, chắc chắn là họ đã che giấu và lên kế hoạch từ lâu rồi. Thậm chí họ đã bắt đầu chuẩn bị và ấp ủ từ nhiều năm trước. Tống tinh thần bỗng nhiên cảm thấy Hoàng Đình Dạ Diên chính là được thiết lập để nhằm vào cô. Tại sao ngay cả khi hình kinh uyên đã sụp đổ, gia tộc Hai Bolly vẫn không muốn từ bỏ. Tại sao vậy? Nhất định phải đặt cô vào chỗ chết sao? Tống tinh thần cũng hỏi Mục Đình Kiêu tại sao Hai Bolly lại nhất định phải như vậy. Mục Đình Kiêu nhận ra sự bất an của cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dịu dàng an ủi, không sao đâu, anh luôn ở bên cạnh em, không ai có thể động đến em. Nhưng, anh cũng rất nguy hiểm. Anh có biết không? Kiếp trước, khi em gặp anh, anh mới gặp tai nạn xe nghiêm trọng nằm trong xe, không ai cứu, bên cạnh anh thậm chí còn không có vệ sĩ nào. Đừng vì bảo vệ em mà lơ là, em biết việc làm ăn của anh ở Bắc Mỹ, cụ thể làm những gì. Khi tinh thần nói ra những lời này, ánh mắt của Mục Đình Kiêu chợt mở to, có chút kinh ngạc, không nghĩ rằng cô sẽ trực tiếp tiết lộ ra trong hoàn cảnh này. Mục Đình kêu hỏi cô là an ninh cha được sao? Tinh thần gật đầu, thật ra cũng không phải là cha được, chỉ là cô ấy đã tìm thấy trong hồ sơ được mã hóa có bức ảnh của cựu Tổng thống Mỹ. Trong góc bức ảnh có khung hình gia đình của Tư Nam lúc nhỏ. Cha của anh ta chính là chủ ngôi nhà đó, mười mấy năm trước là một tay buôn vũ khí nổi tiếng, có rất nhiều tư liệu có thể tra cứu, chúng em chỉ là dựa vào đó để tìm ra manh mối. Vì vậy, chỉ cần liên tưởng một chút là có thể đoán ra thân phận của anh, chỉ là suy đoán thôi. Cũng chẳng trách ở kiếp trước, anh lại gặp chuyện hết lần này đến lần khác, mà lần nào cũng xảy ra đúng lúc, em tình cờ đều gặp phải. Mục đình kêu mắt tối lại, giọng trầm hỏi tinh thần, em sợ không? Tinh thần lắc đầu, không sợ, anh sẽ yêu em cả đời này đúng không? Mục đình kêu cúi người, hôn nhẹ lên má tinh thần, mỉm cười. Không biết tại sao, sự lo lắng trong lòng anh hoàn toàn tan biến. Trước đây anh còn lo rằng tinh thần sẽ không chấp nhận thân phận của anh. Bây giờ, tất cả những lo lắng đều được giải tỏa. Đúng vậy, anh sẽ yêu em suốt đời. Nhưng đôi khi anh sẽ do dự, anh sợ anh sẽ kéo em vào nguy hiểm. Công việc của anh rất nguy hiểm, kẻ thù rất nhiều, không chỉ là tranh đấu trong các phe phái ở Bắc Mỹ, mà còn có những tay buôn vũ khí khác, còn có kẻ thù từ các quốc gia khác nữa. Tinh thần hỏi anh, ở trong nước cũng sẽ nguy hiểm sao? Đúng vậy, anh nhận thấy thân phận của mình đã bị lộ, những tháng gần đây đế đô ngày càng nguy hiểm, anh buộc phải rời đi một thời gian. Thực ra, việc hoãn đám cưới không phải vì không muốn cưới em, cũng không phải vì bận mà là anh chưa sắp xếp xong vì em anh quyết định không quản lý việc ở bắc mỹ nữa nhưng có vẻ như không được một khi đã bước vào vòng này muốn thoát thân rất khó vậy là họ không cho anh rời đi sao ừ nhưng không sao nếu họ không cho thì anh sẽ thâu tóm họ đuổi họ ra khỏi cuộc chơi nhưng anh là người châu á họ chưa chắc đã nghe lời tư nam là người đại diện của anh anh ấy sẽ xử lý mọi việc ổn thỏa thì ra là vậy quan hệ thực sự giữa Tư Nam và anh ấy hóa ra là mối quan hệ cấp trên, cấp dưới. Tinh thần đã hiểu. Vậy những bức ảnh của các anh trước đây thì sao? Lúc đó bọn anh bị thương, phải cởi trần để băng bó, sau đó bị chụp lại thôi. Mục đình kêu cúi đầu chạm chán vào chán nhỏ của tinh thần. Không phải như em nghĩ đâu, em đang nghĩ gì thế? Giọng anh trầm thấp, nghe rất êm tai, tinh thần cảm giác như tai mình đang bị quyến rũ, má đỏ bừng lên ngay lập tức. Cô vội quay mặt đi, lén liếc nhìn ra cửa, phát hiện rằng đàm ca và sở vân vẫn chưa vào. Mấy người này cũng khá tinh tế, đã để lại phòng riêng cho Mục Đình Kiêu và tinh thần, còn họ thì ra ngoài sảnh uống rượu. Lúc này, người phục vụ luôn đứng ở cửa cũng rất tinh ý, khép cửa lại. Sau khi cửa đóng lại, phòng trở nên yên tĩnh. Mục Đình Kiêu có vẻ tâm trạng tốt, khóe miệng anh luôn nở một nụ cười thoáng qua. Hôm nay, chuyện không thể mua lại công ty của Mục Lý Thần dường như không ảnh hưởng đến anh lắm. Nhưng Tinh Thần lại có chút bất mãn. Anh nói xem, Mục Lý Thần có còn ký hợp đồng không? Còn muốn bán công ty không? Anh ta đã huy động đủ vốn chưa? Mục Đình Kiêu vừa nghe Tinh Thần than phiền, vừa gắp một miếng cá đưa đến trước mặt cô. Há miệng nào. Tinh Thần rất phối hợp há miệng, thịt cá thơm ngon mềm mại lan tỏa trong miệng. Không thể phủ nhận, nhà hàng này nấu rất ngon, món ăn Quảng Đông rất đúng vị. Vị nhạt nhưng rất ngon. Cô nuốt xuống, Nhìn Mục Đình Kiêu, chờ ý kiến của anh. Mục Đình Kiêu lại gấp thêm một miếng thịt, đưa vào miệng Tinh Thần, khóe miệng anh hiện lên nụ cười thỏa mãn, muốn cho bạn gái nhỏ ăn thật no trước đã. Cậu ta sẽ không bán nữa đâu. Tinh Thần ngạc nhiên hỏi, anh ta có tiền rồi à? Hay từ đầu anh ta chỉ đang chơi đùa với chúng ta, chọc chúng ta. Có lẽ vậy, nhưng thời gian qua cậu ta quả thực có khó khăn về dòng tiền lớn, gần đây hiển thị cậu ta nhận được một khoản tài trợ mới khoảng 300 triệu đô la Mỹ. Tinh thần tính toán, khoảng 2 tỷ nhân dân tệ. Đúng vậy, mặc dù không đủ để vá lỗ hồng, nhưng cũng có thể giải quyết được khó khăn trước mắt của anh ta, nộp tiền phạt, làm lại công trình, đồng thời xử lý những tin đồn bất lợi trên mạng. Nói đến đây, tinh thần không thể chờ để ăn tiếp, cô đẩy bát đũa sang một bên, mở máy tính sách tay ngay lập tức, xem tin tức trên mạng. Hôm nay chuyện mục lý thần cho người leo cây, hiện trường có rất nhiều phóng viên, khoảng hơn 50 người. Bất kỳ ai có tiếng tăm trong giới báo chí tài chính ở đế đô đều đến, nhưng không thấy bất kỳ bài báo nào về mục lý thần. Chứ đừng nói đến việc anh ta cho người leo cây. Những bài viết báo cáo về hiện trường ký kết chỉ xuất hiện vài bức ảnh các xếp lớn của các công ty lớn với vẻ mặt giận dữ xấu xí. Hơn nữa, đó là những bức ảnh được chọn cẩn thận, trông xấu nhất để đăng. Rõ ràng, bài báo hôm nay đã bị định hướng có chủ đích dưới trướng mục lý thần khi còn là tổng giám đốc của tập đoàn mục có vài công ty truyền thông lớn dưới quyền lúc anh ta rời đi các nhân viên chủ chốt đều theo mục lý thần ra ngoài làm việc chắc hẳn đây là tác phẩm của họ tốc độ khá nhanh chỉ trong một hai giờ đồng hồ tất cả đã biến mất sạch sẽ hơn nữa nhiều trang báo đều chuyển sang đưa tin về sự sụp đổ của ngôi sao trong làng giải trí gần đây. Nào là chuyện bắt ép bạn gái cũ phá ai. Nào là cùng lúc cặp kè với nhiều người còn có chuyện cha mẹ nợ nần, làm ảnh hưởng đến con cái. Thời gian gần đây, các ngôi sao nổi tiếng liên tục gặp sự cố, tin tức trên mạng đưa đến mức không kịp, đương nhiên sẽ không ai quan tâm đến chuyên mục tài chính. Chuyện mục lý thần cho người leo cây không đủ giá trị bằng các ngôi sao giải trí. Không thể tìm thấy các thông tin tiêu cực về các công ty dưới tên mục lý thần trên mạng nữa. Lục qua nhiều trang web, thỉnh thoảng mới thấy một hai bài, hơn nữa phía dưới toàn là những bình luận bênh vực của các fan cuồng nhan sắc của anh ta. Làm người ai chẳng có lúc sai lầm, hơn nữa đây đều là công ty dưới quyền Mục Lý Thần, không phải lỗi của bản thân anh ấy, anh ấy nhiều nhất là giám sát không đến nơi đến chốn thôi. Đúng vậy, anh ấy có nhiều công ty như thế, bận rộn như vậy, chẳng lẽ ngày nào cũng phải canh chừng à? Có vài con cá lọt lưới cũng là bình thường thôi, hơn nữa anh ấy đẹp trai như vậy, nhìn qua cũng không giống người xấu. Có vẻ như chỉ sau một đêm, những tin tức tiêu cực về công ty của Mục Lý Thần như tham nhũng, hối lộ, gian lận thi công công trình báo cáo sai giá, đang làm náo loạn đều biến mất hết. Trước đây sự việc ồn ào bao nhiêu, bây giờ lại bình yên bấy nhiêu, gần như không còn tin tức tiêu cực nào. Mục Lý Thần rất giỏi trong việc xử lý tình huống trên internet. Nếu vào lúc tin tức xấu nhất bùng nổ mà đi dọn dẹp dư luận, chắc chắn sẽ khiến cư dân mạng phản cảm. Nhưng hiện tại, giới giải trí đang tràn ngập những scandal của các ngôi sao nổi tiếng, anh ta gần như không cần phải tốn sức. Sau này chỉ cần đưa thêm các tin tức tích cực, theo thời gian cư dân mạng sẽ dần dần quên đi. Tinh thần có chút tức giận, thời gian trôi qua mới không lâu, mà những chuyện kia dường như chẳng có chút ảnh hưởng nào đến anh ta, các cơ quan điều tra lại chậm chạp chưa đưa ra kết luận xử phạt. Cô bực bội đóng máy tính lại, đẩy sang một bên, cảm giác hơi mất ngon miệng. Mục đình kiêu nhìn thấy vậy, khẽ mỉm cười, đưa đồ ăn đến miệng cô, cô há miệng nhai, nhưng cảm giác như đang nhai sáp vậy. Mục đình kiêu trêu chọc, giận à. Tinh thần lắc đầu, không, chỉ là cảm thấy khó khăn lắm anh ta mới gặp tai nạn, cuối cùng lại hồi phục, có chút phiền lòng. Thà không biết chuyện anh ta gặp tai nạn còn hơn, nhưng lần này anh ta đã cho mấy vị xếp của các doanh nghiệp nhà nước leo cây, thật sự là đắc tội với người ta rồi. Cho người ta leo cây xong lại xóa hết dư luận tiêu cực, đăng tải thêm những bức ảnh xấu xí của mấy xếp lớn kia. May mắn là không có ảnh của cô, nếu không cô cũng sẽ thức chết. Được rồi, chuyện này để anh lo, em ngoan ngoãn ăn đi. Tối nay anh sẽ dẫn em đến một nơi. Nghe đến đây, tinh thần lập tức tỏ ra thích thú, đôi mắt to tròn sáng rực lên, nơi nào thế? Có vui không? Một lát nữa em sẽ biết thôi. Vậy là tinh thần nhanh chóng ăn xong, tò mò xem Mục Đình Kiêu sẽ dẫn cô đi đâu. Nửa giờ sau, họ ra khỏi nhà hàng. Mục Đình Kiêu mang theo rất nhiều người, nhìn đội xe bảo vệ có thể đoán số lượng nhiều gấp đôi so với thường ngày. Lên xe, đoàn xe chạy qua con đường nhỏ hướng về một khu nghỉ dưỡng nào đó. Trước cổng khu nghỉ dưỡng, bảo vệ không ngăn cản, đoàn xe 20 chiếc toàn bộ đều tiến vào. Bên trong có đầy đủ tiện nghi, nhưng không có du khách nào, dường như đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trên ngọn núi cao nhất của khu nghỉ dưỡng có một khách sạn cao mười mấy tầng. Xe đến bãi đậu xe của khách sạn, nhân viên khách sạn liền mở cửa xe, đón Mục Đình Kiêu và Tinh Thần vào trong. Tầng thượng của khách sạn là những phòng khách lộ thiên, không có mái kính. Trước khi họ đến, Mục Đình Kiêu đã cho người sắp xếp trước, sàn nhà, giường, đèn bàn và sofa đều được trang trí bằng cánh hoa. Khung cảnh vô cùng lãng mạn, bầu trời đêm đầy sao chiếu xuống, đứng trong căn phòng không có mái che, có thể phóng tầm mắt nhìn ra phần lớn cảnh đêm của đế đô. Chỉ là, căn phòng không có mái che khiến tinh thần đỏ mặt ngượng ngùng. Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, Mục Đình Kiêu cho nhân viên phục vụ mang lên vài món điểm tâm, trái cây, rót một tách cà phê đặt trên bàn trà bên cạnh sofa nhìn thấy tinh thần nằm dài trên giường đầu vùi vào gối giọng nói lầm bầm không rõ thật là xấu hổ quá mục đình kiêu bật cười bước đến bên cô định kéo gối ra sợ cô bị ngạt cô ôm chặt gối không cho mục đình kiêu kéo mục đình kiêu âu yếm nói không ai nhìn thấy đâu máy bay không người lái có thể nhìn thấy ngày mai có khi lại lên trang nhất báo đây là khu nghỉ dưỡng tư nhân cấm bay mà cấm bay là giả thôi Bất kỳ tín hiệu nhiễu nào em cũng có thể giải mã. Ồ, thế à? Em thử giải mã xem nào. Tinh thần lập tức chui đầu ra, mặt và tai đỏ ửng, không nhìn thẳng vào mục đình kiêu. Lấy ra chiếc máy bay không người lái nhỏ cô mang theo hàng ngày từ trong túi, mở máy tính sách tay ra, giải mã tín hiệu nhiễu. Chỉ là, cô không ngờ, tín hiệu nhiễu không chỉ có một nhóm, mà là năm nhóm tín hiệu, cô đã giải mã được ba nhóm, còn hai nhóm đặc biệt rắc rối. Thế nào cũng không giải mã được, À, có chút thất vọng rồi. Tinh thần bận rộn đến hơn 9 giờ tối, Mục Đình Kiêu tắm xong bước ra, tóc vẫn còn nhỏ giọt, để trần thân trên, đi đến phía sau tinh thần. Thấy cô vẫn đang gõ bàn phím lách cách, cố gắng giải mã hệ thống bảo vệ nhiễu tín hiệu của máy bay không người lái, mã tín hiệu nhóm thứ tư rất phức tạp. Cô đã thử nhiều cách mà vẫn không thể phá được, cho đến khi Mục Đình Kiêu từ phía sau đóng máy tính sách tay của cô lại, bế cô lên, đi về phía chiếc giường lớn giải đầy cánh hoa. Tinh thần quay đầu lại, nhìn thấy thân hình vạm vỡ của Mục Đình Kiêu, mặt đỏ ửng vì ngại ngùng. Phòng không có mái, nhưng thực ra không phải vậy, sau khi đặt tinh thần xuống, Mục Đình Kiêu bấm công tắc để che phủ mái bằng kính của căn phòng lại. Là kính ánh sáng xanh một chiều, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh và cảnh đêm của Đế Đô. Ngày hôm sau, khi tinh thần tỉnh dậy, còn tưởng Mục Đình Kiêu đã đi làm, dù sao thì tối qua cũng khá muộn, nhưng khi tinh thần quay người lại, Phát hiện Mục Đình Kiêu vẫn đang say ngủ bên cạnh. Gương mặt anh yên bình, đường nét gương mặt anh tuấn không còn căng thẳng, hiếm khi thư giãn như vậy. Tinh Thần không kìm được mà hôn lên đôi môi mỏng của anh một cái. Lông mày anh khẽ nhíu lại, không mở mắt ngay. Tinh Thần nhìn thời gian trên điện thoại, đã là 8 rưỡi rồi, đã quá giờ làm việc của Mục Đình Kiêu. Cô không đánh thức anh, lặng lẽ lật chăn lên, định dậy đi tắm. Chưa kịp bước xuống giường, cô đã bị Mục Đình Kiêu ôm từ phía sau. Kéo lại giường, tấm chân lại đắp lên cả hai người. Lần thứ hai Tinh Thần thức dậy, đã là 10 giờ rưỡi, Mục Đình Kiêu đang tắm trong phòng tắm, hỏi cô buổi trưa muốn ăn gì. Tinh Thần nhìn những dấu vết trên người mình, Mục Đình Kiêu quá mạnh mẽ rồi. Tối qua bận rộn đến nửa đêm, sáng sớm vẫn không tha cho cô. Thế mà, trong phòng tắm, Mục Đình Kiêu mãi không nghe thấy Tinh Thần trả lời, nói rằng không ngại thì có thể đến phòng nghỉ của tập đoàn Mục thị để tiếp tục. Tinh thần vội vàng trùn chân lên đầu nói rằng buổi chiều còn có việc không đến phòng nghỉ nữa. Trong phòng tắm vang lên tiếng cười của Mục Đình Kiêu. Mục Đình Kiêu và Tinh Thần dùng bữa tại khách sạn xong, anh đưa cô về Tinh Thần khoa kỹ rồi đi làm. Tinh Thần giải mã xong nhiễu tín hiệu của máy bay không người lái gửi cho An Ninh hỏi cô ấy có thể phá giải được không? An Ninh không trả lời ngay, mãi một tiếng sau Tinh Thần suýt quên mất chuyện này, An Ninh mới trả lời tín hiệu nhiễu gì mà mạnh thế mã nhóm thứ tư tôi không giải được đã dùng hàng chục phương pháp đều không ăn thua kết nối thuật toán siêu máy tính cũng không phá được sau đó tôi tra được đây là bảo vệ cấp độ quân sự có lẽ là nhiễu tín hiệu máy bay không người lái phòng không của mỹ nếu tôi phá giải được chắc chắn sẽ nộp cho quốc gia khó không khó chứ nhưng tôi sẽ thử hacker luôn thích những thử thách khó khăn mà tinh thần hiểu ra khách sạn này lại lắp đặt hệ thống nhiễu tín hiệu phòng không cấp quốc phòng của mờ quốc thân phận và bối cảnh của Mục Đình Kiêu không phải tầm thường. Cô mở máy tính lên xem tin tức hôm nay. Hôm qua, Mục Lý Thần đã cho các đại gia quốc doanh leo cây. Hôm nay công ty của Mục Lý Thần vi phạm hợp đồng. Công ty điện gió bị gọi đến làm việc. Chuyện này đồng thời lên trang nhất của Mục Tài Chính. Việc thu mua công ty điện gió, những ông lớn kia không những bị người ta cho leo cây, mà còn bị tung ảnh xấu lên mạng. Tất nhiên họ không thể tỏ ra là loại bụng dạ nhỏ nhen, trên mặt sẽ không truy cứu nhưng các bộ phận pháp lý của các công ty đó sẽ không nhẹ tay. Bởi vì tiền đặt cọc đã nộp, hợp đồng tạm thời cũng đã ký, nhưng đột nhiên không bán nữa, tất nhiên phía bên mục lý thần sẽ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Các công ty lớn đều phát ra thông báo yêu cầu mục lý thần bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Theo hợp đồng, số tiền này là 3 lần tiền cọc. Mấy công ty liên hệ với lý tổng của đầu tư vi tinh, hỏi ông có gia nhập, cùng nhau yêu cầu bên mục lý thần bồi thường không, Lý tổng bảo sẽ để cho đội pháp lý phụ trách. Hiện tại, tất cả đều đang đợi mục lý thần phản hồi xem sẽ trả tiền hay là lấy tài sản gán nợ. Mỗi công ty đã đặt cọc 5 triệu, 3 lần là có thể được bồi thường 15 triệu. Đầu tư vi tinh đã đặt cọc 30 triệu. Nếu theo mức bồi thường, bên đầu tư vi tinh dự kiến sẽ nhận được 90 triệu bồi thường. Ban đầu, tổng giám đốc Lý không định đích thân đến đó, nhưng sau đó không chịu nổi mấy vị tổng giám đốc khác gọi điện mời nên đã báo với tinh thần Ông sẽ đến để thảo luận về phương thức bồi thường. Nghe nói bên Mục Lý Thần không có đủ tiền mặt để chi trả. Dĩ nhiên, việc anh ta vừa nhận được đầu tư vẫn chưa được công bố ra bên ngoài, nên mấy vị tổng giám đốc cũng không biết rằng anh ta đang có tiền trong tay. Mấy vị ấy đang bàn bạc về việc dùng tài sản để thế chấp như thế nào. Các vị này đều nhắm đến một công ty phần mềm máy tính thuộc sở hữu của Mục Lý Thần. Năm nay, công ty này đã phát triển được mấy ứng dụng phần mềm. Ngay khi ra mắt Lượt tải về đã vượt mốc hàng triệu, đến nay đã tích lũy được 200 triệu người dùng. Mỗi phần mềm đều có hơn 200 triệu người dùng, đều đứng đầu bảng xếp hạng tải phần mềm ứng dụng trong một thời gian dài. Họ mời tổng giám đốc Lý đến, là muốn hỏi xem liệu thị trường phần mềm này có tiềm năng trong tương lai không. Nếu công ty phần mềm này không có tiềm năng, thì dùng cái gì để thế chấp mới là hợp lý. Tinh thần bảo tổng giám đốc Lý cứ đến đó trước, ý là muốn lấy tiền mặt bồi thường. Tổng giám đốc Lý nói sẽ cố gắng lấy tiền mặt. Nếu bên đối phương không chịu bồi thường thì phải kiện ra tòa, mà thời gian xử lý kiện tụng sẽ rất lâu, có thể kéo dài trong một hoặc hai năm tới. Tinh thần nói không để đối phương kéo dài thời gian, nếu không bồi thường thì chỉ có thể sử dụng biện pháp khác. Tổng giám đốc Lý đồng ý và nói sẽ tận lực làm việc. Sáng sớm hôm sau, tổng giám đốc Lý gọi điện cho Tinh thần. Cuộc đàm phán thất bại, đối phương không chịu bồi thường, mấy vị tổng giám đốc đều rất tức giận thái độ đối phương còn khá cứng rắn, có ý thách thức họ cứ kiện đi. Đợi tòa án ra văn bản, từ lúc nộp đơn đến lúc tòa mở phiên xét xử ít nhất cũng phải mất hơn một năm, kéo dài đến hai ngã ba năm. Ý bên đó là muốn kéo dài thời gian. Mục Lý Thần cũng không chịu dùng công ty để thế chấp, ý nói công ty điện gió vẫn sẽ được bán. Hiện tại đang thực hiện một đợt thẩm định, nếu giá này không phù hợp, họ có quyền yêu cầu các tổng giám đốc phải tăng giá mới mua được. Mấy vị tổng giám đốc đều tức điên, nói rằng sẽ không bao giờ làm ăn với Mục Lý Thần nữa. Bán thì không bán nhanh gọn, lại kéo dài không quyết, chẳng phải là lãng phí thời gian hay sao? Thực ra mấy công ty đó cũng không thiếu 5 triệu này, chủ yếu là vì bực mình, bị cho leo cây mà còn đăng ảnh xấu của họ lên mạng, người có tinh khí đều không nuốt trôi được. Quả nhiên, vài ngày sau, công ty Mục Lý Thần vốn đã đi vào quỹ đạo bình thường lại nổ ra hàng loạt bê bối. Ví dụ như khoản vay ngân hàng của anh ta có trường hợp quá hạn, ngân hàng lật lại hồ sơ đem toàn bộ những lần quá hạn của anh ta phơi bày trên mạng cho mọi người xem, gây ra nhiều dư luận, những tin xấu vừa vất vả đè xuống giờ lại nổi lên. Trường hợp quá hạn ngân hàng chỉ là một trong số đó. Còn có chuyện công ty con bên dưới chậm trả tiền điện, tiền nước, phí dọn vệ sinh rác thải, các phiếu phạt đều được đăng lên mạng. Nói ra cũng không phải chuyện gì lớn, nhiều công ty cũng gặp tình trạng này thanh toán không đúng hạn hoặc quá hạn ngân hàng, nhưng bị bóc lên trên mạng chỉ có công ty của Mục Lý Thần. Những chuyện này có vẻ như là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nói ra còn có chút buồn cười, nhưng vì những ảnh hưởng tiêu cực này, cổ phiếu của công ty Mục Lý Thần lại tiếp tục giảm. Chỉ trong hai ngày, giá cổ phiếu đã giảm 10%. Xem ra mấy vị tổng giám đốc thực sự đã tức giận. Thực ra, tinh thần không hiểu, nhìn bên ngoài anh ta không phải là người có e quy thấp, cũng không phải là người thiếu thông minh, sao lại có thể xuất hiện tình huống này. Rõ ràng trong tay có tiền, tại sao lại không bồi thường. Nhất định phải đắc tội với mấy vị tổng giám đốc này, mà mấy vị này đều là những tổng giám đốc lớn của các doanh nghiệp quốc gia. Chẳng lẽ anh ta không để tâm, nghĩ rằng mấy vị tổng giám đốc sẽ không làm gì được anh ta sao? Tinh thần không thể hiểu nổi tại sao Mục Lý Thần lại làm như vậy. Đây không phải là phong cách của anh ta. Tại sao EQ và IQ của anh ta đột nhiên lại thấp đến mức đáng sợ như vậy? Nếu anh ta có các khoản đầu tư khác, số tiền không nhỏ, mà sau này vẫn muốn tiếp tục làm ăn trong giới thương nhân ở Đế Đô thì không nên làm mất lòng mấy vị tổng giám đốc này. Dưới này chỉ có bấy nhiêu người, đi đâu cũng sẽ gặp nhau. Hà tất phải làm như vậy đúng không? Mấy ngày nay, sở vân bên kia gọi điện đến, nói rằng sắp sửa đưa Lâm Nhược Tư đi. Nguyên nhân là do gần đây Lâm Nhược Tư thấy mục lý thần dường như không tốt lắm, nên có chút không muốn đi nữa. Long Thánh Mẫu trỗi dậy muốn cùng anh ta đồng cam cộng khổ, định bỏ trốn nhưng bị vệ sĩ ngăn lại. Để tránh đêm dài lắm mộng, họ quyết định tiễn cô ta đi sớm, hỏi tinh thần có muốn gặp một lần không, còn có vấn đề gì thì hỏi luôn. Tinh thần nói không cần thiết gặp nữa, nếu Lâm Nhược Tư không ngoan ngoãn, thì Sở Vân gửi hết cho cô ta đoạn video giám sát về tình hình của Lâm Giai Vi và ảnh đăng cai nghiền. Sở Vân làm theo. Kết quả là Nghe nói Lâm Nhược Tư khóc thét tại chỗ, tâm trạng sụp đổ, sau đó bắt đầu im lặng, không còn đòi đi hay đòi giúp mục lý thần nữa. Tóm lại, Lâm Nhược Tư đã hoàn toàn ngoan ngoãn rồi. Sau khi bê bối đầu tư của công ty Mục Lý Thần bùng nổ, Tinh Thần nghĩ rằng phải mất vài ngày anh ta mới có thể giải quyết ổn thỏa. Nhưng chỉ trong vòng vài giờ, mọi thông tin tiêu cực trên internet về công ty con của Mục Lý Thần đã bị xóa sạch, đều được xử lý một cách rất triệt để. Khi thông tin tiêu cực bị xóa sạch, giá cổ phiếu lập tức tăng lên. Hơn nữa, nếu mở bài đăng thảo luận về công ty Mục Lý Thần, tất cả đều biến thành một loạt mã ký tự lộn lộ xộn. Các trang web truyền thông chủ lưu đều chặn và gỡ bỏ tin tức về công ty của anh ta dùng năng lực tiền tệ sao? Hay thực sự anh ta có khoản đầu tư lớn vào nên cảm thấy không cần quan tâm đến mấy vị tổng giám đốc này nữa? Hành động bất thường của mục lý thần khiến tinh thần rất bất ngờ, đặc biệt chú tâm. Tháng sau là ngày kết hôn, những ngày cuối tháng này, mục đình kiêu đặc biệt bận rộn. Những ngày này, những bộ lễ phục đã được may xong, gửi đến cho tinh thần thử. 12 bộ đã hoàn thành, còn vài bộ khác vẫn đang được gấp rút hoàn thành. Cả trang phục phương đông và phương tây đều có, mỗi bộ đều được chế tác tinh xảo, thiết kế độc đáo, khiến Tinh Thần đặc biệt thích. Không chỉ vậy, mấy bộ váy phù dâu cũng đã đến, tất cả đều là thủ công, do những nhà thiết kế nổi tiếng làm, Trình Phi Phi cũng thiết kế một bộ, cũng đã may xong. Anh Đàm chụp ảnh gửi cho trợ lý của Trình Phi Phi, cô ấy còn gửi lại video unbox, trong video cô ấy rất vui, bộ váy thành phẩm đúng như Trình Phi Phi tưởng tượng. Trình Phi Phi còn hỏi Tinh Thần xem cô tìm nhà thiết kế nào để lên bản thảo và thiết kế, đúng là nét bút thần kỳ. Tinh thần nói là Mục Đình Kiêu đặt làm, còn cụ thể là nhà thiết kế nào thì cô cũng không rõ. Trình Phi Phi không quen biết Mục Đình Kiêu nhiều, không tiện làm phiền, đàm ca liền rất biết điều, nói sẽ để lại số điện thoại của trợ lý thái tử ra cho Trình Phi Phi. Nói là Tống Tiểu Thư giới thiệu, trợ lý của Mục Đình Kiêu nhất định sẽ nói cho cô ấy biết. Vừa mới gửi số điện thoại đi, Trình Phi Phi liền nhanh chóng cúp máy, nói sẽ đi tìm trợ lý của thái tử ra để hỏi thông tin liên lạc của nhà thiết kế. Tinh thần thử mặc hai bộ trong đó, dù không trang điểm, nhưng nhìn người phụ nữ sang trọng rạng rỡ trong gương đang cười tràn đầy hạnh phúc, tinh thần như không nhận ra mình. Đây chính là dáng vẻ của mình khi mặc váy cưới sao. Hoàn toàn khác với lúc kết hôn với mục lý thần kiếp trước. Cô không cần phải cẩn thận xem sắc mặt người khác, không cần phải lo lắng rụt rè, cũng không cần lúc nào cũng phải làm vừa lòng mục lý thần. Kiếp này, cô chỉ cần trở thành một cô dâu hạnh phúc là đủ. Nghĩ đến đây, đôi môi của tinh thần khẽ nở một nụ cười. Rất vui, rất hạnh phúc. Cuối cùng cô sắp kết hôn với Mục Đình Kiêu rồi. Lễ cưới mong đợi từ lâu, cuối cùng cũng sắp được tổ chức rồi. Nhà tạo mẫu nói muốn giúp cô trang điểm, nhưng cô từ chối. Cô thậm chí còn không nỡ cởi chiếc lễ phục ra. Nhà tạo mẫu rất biết nói, khen cô xinh đẹp, nói rằng trong số các cô dâu mà anh ta từng thấy, cô là người đẹp nhất. Điều này khiến tinh thần rất hài lòng, cô trực tiếp bảo đàm ca trả gấp đôi phí dịch vụ. Mục đình kiêu rất chu đáo, không chỉ đặt lễ phục cho cô dâu và phù dâu, mà còn đặt lễ phục cho ông nội và ông mục, còn cử người đến thành phố S để đo và may vài bộ. Tinh thần không nỡ cởi lễ phục ra, liền gọi điện cho mục đình kiêu. Mục đình kiêu đang làm việc trong văn phòng, anh biết buổi sáng nhà tạo mẫu và nhà thiết kế sẽ mang lễ phục đến cho tinh thần thử. Khi nghe điện thoại, anh có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cô. Em có thích không? Mục Đình Kiêu hỏi. Tinh Thần mỉm cười đáp, "Ừm. Chụp cho anh một tấm ảnh xem nào." "Em đã thay ra rồi, em không có chụp ảnh." Câu trả lời của Tinh Thần khiến Mục Đình Kiêu không hài lòng, khóe môi anh khẽ nở nụ cười, giọng nói trầm ấm, "Mặc lại một lần nữa rồi chụp cho anh xem đi." "Không đâu, đợi đến ngày cưới hãy xem." "Đàm Ca cũng không chụp à?" "Không có." còn ngăn nhà tạo mẫu chụp nữa, nên anh đừng mong có ảnh, đợi đến ngày cưới sẽ xem một thể. Mục Đình Kiêu bật cười, được rồi, nếu lễ phục cần chỉnh sửa thì em hãy trao đổi với nhà thiết kế. Rất vừa vặn, em không có gì phàn nàn, rất hài lòng, em còn trả thêm gấp đôi tiền công đấy. Tinh thần nói rồi bật cười. Cô thật sự rất vui. Ừ, trưa nay chúng ta cùng ăn cơm nhé. Anh có hai tiếng nghỉ chưa? Tinh thần trả lời, vâng. Anh bảo Sở Vân đặt nhà hàng rồi sẽ nhắn cho em. Vâng. Cúp máy xong, Tinh Thần đứng trước gương, mỉm cười ngọt ngào. Nhìn đồng hồ, đã 11 giờ, vẫn còn một chút thời gian để trang điểm. Cô chọn một chiếc váy trắng trang nhã, trang điểm nhẹ nhàng, chuẩn bị đi gặp anh. Sau khi chuẩn bị xong, cô bảo Đàm Ca chuẩn bị xe, đi đến nhà hàng mà Mục Đình Kiêu đã đặt. Buổi trưa ở Đế Đô, lượng người rất đông, vừa ra khỏi nhà là bị kẹt xe. Tinh Thần ngồi trong xe, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ vài phút trôi qua mà xe chỉ nhích lên một chút, chờ đợi lâu không khỏi khiến người ta sốt ruột, với tốc độ này thì sẽ đến muộn mất. Ngụy Đông Thành gợi ý, Tống Tiểu Thư, hay là chúng ta đi đường vòng quanh thành phố, xa hơn một chút nhưng không kẹt xe, thậm chí còn có thể đến sớm hơn đường chính. Được, bảo các xe sau bám sát hơn nhé. Vâng. Ngụy Đông Thành đổi đường, tất cả các xe đều đi theo đường vòng quanh thành, Mục Đình Kiêu bên kia tan làm sớm mười mấy phút, đến nhà hàng, Nhắn tin cho tinh thần hỏi cô muốn ăn gì để anh gọi món trước Tinh thần báo vài món thường ăn Rồi nói với Mục Đình Kiêu rằng cô đang đi đường vòng quanh thành Có thể sẽ mất thêm chút thời gian Nghe nói đi đường vòng quanh thành Mục Đình Kiêu liền nói ngay với tinh thần Không được, em đổi lại ngay sang đường chính Xa hơn cũng không sao Đường vòng quanh thành phố quá nguy hiểm Mặc dù đường phố đến đâu dễ bị kẹt xe Nhưng an toàn Đường vòng quanh thành toàn là xe lớn Như xe chở xi măng, xe ben xe tải lớn, là tuyến đường chung của những xe đó. Tinh thần đặt điện thoại xuống, nói với Ngụy Đông Thành, đổi sang đường chính đi, trễ một chút cũng không sao. Lời vừa dứt, Tinh thần nhìn về phía kính chắn gió, ánh mắt đột nhiên mở to. Ngụy Đông Thành mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt tay lái, nhanh chóng xoay vô lăng. Đàm ca hét lớn, tiểu thư, cẩn thận. Phía trước một chiếc xe ben, là xe trống, đâm xuyên qua lan can giữa đường, lao thẳng về phía họ muốn đâm thẳng vào xe họ. Tình huống bất ngờ khiến đầu tinh thần va vào ghế trước, may mà cô đã thắt dây an toàn, túi khí an toàn lập tức bật ra. Xe trượt dài vài mét, may mắn né được cú đâm của xe ben, xe bảo vệ phía sau kịp dừng lại nhưng cũng bị va chạm đuôi. Chỉ có một chiếc Audi màu trắng nhỏ bị đâm gãy, lật nghiêng trên mặt đất. Ngụy Đông Thành lập tức dừng xe, cùng vài vệ sĩ đi chặn tài xế xe ben, những người còn lại thì đi xem chiếc Audi, xem người trong xe có sao không có cứu được không các tài xế khác cũng lần lượt xuống xe gọi điện thoại hiện trường vô cùng hỗn loạn